Rồi. Tôi nghĩ là các anh chị chắc cũng thấy bài giảng của tôi hết rồi ha. Có ai chưa thắng mà? Rồi, rồi, cảm ơn anh chị ha, cảm ơn anh Trường. Rồi bây giờ cái môn của mình học đó là cái môn UML, thì cái chữ UML đó là viết tắt của cái chữ là Unified Modeling Language, tức là mình dịch ra là ngôn ngữ mô hình hóa đó. Rồi, như vậy thì để mình nói sơ sơ qua về cái môn học này chút xíu thôi, qua cái tên này thì mình thấy nó hiểu cái ý nghĩa nó là cái gì ha. Thì các anh chị ở đây chúng ta thấy là cái ngôn ngữ ở đây thì cũng giống như là ngôn ngữ tiếng Anh hay tiếng Pháp hay tiếng Trung, tiếng Hàn gì đó. Thì mình biết cái mục đích chính của cái ngôn ngữ của mình đó là chủ yếu là để giao tiếp, dùng để giao tiếp, đúng không ạ? Tại vì mình có thể là mình sử dụng cái ký hiệu nè, mình sử dụng ký tự, mình sử dụng cử chỉ vân vân, mình sử dụng, thậm chí là mình sử dụng hình ảnh để mình giao tiếp. Như vậy thì ở đây đối với cái ngôn ngữ này đó là mình dùng cái mô hình ha, mình dùng cái công cụ đó là cái mô hình. Rồi, như vậy thì cái ngôn ngữ mô hình, như vậy thì cái chữ hóa quá đó là cái chữ biến đổi, là cái quá trình ha, là gọi là biến hóa biến đổi đó. Như vậy thì đó là cái ngôn ngữ mình dùng cái mô hình để mình biến đổi thành cái ngôn ngữ để mình giao tiếp với nhau. Như vậy thì tại sao mình phải sử dụng cái mô hình để mình giao tiếp với nhau? Thì như các anh chị biết đó, là trong một cái dự án tin học, trong một cái project gì đó nó tương đối lớn, thì nó sẽ có nhiều cái thành phần tham gia và nhiều cái đối tượng tham gia vào. Như vậy thì thành phần ở đây thì mình có thể là lập trình viên nè, có thể là người thiết kế hệ thống này, có thể người thiết kế database nè, có thể là lập trình viên, có thể là người kiểm thử vân vân ha, có thể là người mà chúng ta bảo trì vận hành vân vân. Như vậy thì có rất nhiều đối tượng tham gia vào, và thậm chí bây giờ mình nói là trong cái việc mà lập trình viên thì mình cũng có một đội ngũ lập trình viên, chứ mình không thể nào là mình một người mình làm từ đầu đến cuối được. Ví dụ như mình làm cái đồ án môn học hay gì đó, nên luận hay gì đó, thì mình giả lập, mình làm từ đầu đến cuối được. Nhưng mà mình làm như vậy thì nó mang cái ý nghĩa, cái chủ quan của mình đó các anh chị. Ví dụ như khi mà mình viết cái chương trình thì luôn lúc nào mình cũng nghĩ là mình viết đúng trơn, cho nên là mình test không ra lỗi, mà đến khi mà mình đưa cho người khác xài một hồi nó lỗi tùm lum, đúng không ạ? Như vậy thì để đảm bảo khách quan đó, thì chúng ta thấy là một cái dự án tin học thì hay là một cái project gì đó thì chúng ta thấy là nó cần có một cái đội ngũ để làm việc. Thì trong cái đội ngũ đó thì phải có một cái cách để người ta thống nhất, người ta giao tiếp với nhau, đúng không ạ? Bây giờ một ông thiết kế với lại một ông lập trình viên, mà hai ông đó bây giờ một ông nói gà một ông nói vịt, thì làm sao mà mình thống nhất với nhau được? Thậm chí là nhiều khi mà mình nói chuyện với nhau mình còn hiểu nhầm, đúng không ạ? Mình nói chuyện với nhau mình nghe mình còn hiểu nhầm, lấy gì trong tin học thì mình phải đảm bảo chuyện đó là đúng. Như vậy thì mình có thể là mình mô tả bằng văn bản cũng được, đúng không ạ? Mình mô tả bằng văn bản, nhưng mà văn bản chúng ta thấy là nhiều khi mà mình làm một cái dự án tin học có người nước ngoài nữa thì cái ngôn ngữ của mình nó lại gặp một vấn đề nữa. Nhiều khi người ta viết tiếng Anh mình đọc mình không hiểu, thậm chí là nhiều khi mình viết tiếng Việt người ta đọc người ta không biết đấy. Do đó thì chúng ta cần một cái phương tiện, một cái phương pháp để chúng ta thống nhất chung, đó là cái mô hình ha. Như vậy thì mình sử dụng cái mô hình để mình giao tiếp lẫn nhau giữa các nhóm người dùng hay là các nhóm phát triển một cái dự án, một cái project nào đó. Thì cái mô hình mình sử dụng để mình giao tiếp đó thì gọi là ngôn ngữ. Như vậy thì tới bây giờ chúng ta đã hiểu được ngôn ngữ mô hình hóa có ý nghĩa là gì rồi ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng mô hình để chúng ta học cái cách để chúng ta vẽ cái mô hình để chúng ta giao tiếp, coi như nó là cái mô hình thống nhất. Cái chữ Unify này là thống nhất đó các anh chị, nó là cái ngôn ngữ mô hình thống nhất. Như vậy thì cái ngôn ngữ mô hình thống nhất tức là khi mà nếu như mình vẽ đúng cú pháp, mình vẽ đúng cái yêu cầu, thì khi mà chúng ta chuyển qua cho cái bên tiếp theo đó, tức là ví dụ như mình là người thiết kế hệ thống là mình vẽ mô hình, như vậy thì mình chuyển cái mô hình của mình cho cái người lập trình viên hoặc là cái người thiết kế cơ sở dữ liệu, thì người ta dựa vào cái mô hình của mình để người ta phát triển lên, người ta xây dựng cái công việc của người ta. Đấy, cũng giống như khi mà mình xây dựng như đó thì người ta cần cái bản vẽ, thì cái bản vẽ của mình nó chính là cái phần mà chúng ta thống nhất giữa cái ông kiến trúc sư với lại cái người xây dựng, cái phần cái người thiết kế với cái người xây dựng. Nha. Như vậy thì dựa vào cái bản thiết kế đó thì mình làm việc thôi. Còn cái chuyện mà sau khi mà chúng ta hoàn thành sản phẩm rồi đó thì ai làm sai thì người ta sẽ coi là cái bản thiết kế. Ví dụ như là anh thiết kế đúng nhưng mà cái anh lập trình làm sai, thì lúc đó thì trách nhiệm nó thuộc về anh lập trình. Đúng không? Hoặc là bây giờ cái anh lập trình anh làm đúng theo cái phần thiết kế rồi, nhưng mà cái chương trình, cái project đó nó gặp lỗi, nó gặp vấn đề gì đó, thì cái anh thiết kế nó phải chịu trách nhiệm, tại vì cái anh lập trình anh làm đúng theo cái phần thiết kế.
Như vậy thì mình cũng không cần phải phải cự nữ hay là đổ lỗi qua đổ lỗi lại, tại vì cái này là thống nhất rồi, cái phần thống nhất. Như vậy thì vấn đề là làm sao để mình vẽ đúng cú pháp, đúng theo cái yêu cầu của khách hàng, mình thể hiện trên cái mô hình của mình, thì đó chính là nội dung của cái môn học này các anh chị ha. Rồi, như vậy thì mình hiểu sơ sơ thông qua cái nội dung môn học cũng như mục đích ý nghĩa của cái môn này rồi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ sang cái phần tiếp theo. Thì trong cái phần tiếp theo đó thì tôi sẽ nói về nội dung. Thì ở trong cái môn học của mình thì mình có 8 buổi, mình gói gọn trong 8 buổi học ha, tính luôn buổi hôm nay. Như vậy thì mình sẽ có 4 chương, kể cả phần lý thuyết và phần thực hành. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái phần giới thiệu, và tôi cũng sẽ tranh thủ tôi sẽ đi vào cái sơ đồ hoạt dụng luôn các anh chị ha. Rồi, như vậy thì trong cái phần giới thiệu này tôi cũng sẽ làm rõ cái nội dung của môn học của mình thôi, cũng như là cái môn học của mình nó có những cái đặc điểm gì. Rồi sau đó thì tôi sẽ đi vào cái sơ đồ hoạt dụng. Thì nội dung chính của mình thì mình có ba sơ đồ chính các anh chị, đó là sơ đồ hoạt dụng. Hoạt dụng ở đây là cái trường hợp sử dụng đó, vụ ở đây là tác vụ, hoạt đây là hoạt động đó, nên là sơ đồ mình chỉ liệt kê ra các cái tác dụng, các cái hoạt động của cái người dùng khi mà tương tác với cái hệ thống của mình, tức là mình liệt kê chức năng của hệ thống, nói nôm na là chức năng của hệ thống. Như vậy thì nếu như mà nói chức năng của hệ thống nó đơn giản quá thì đâu có gì đâu, đúng không? Như vậy thì bây giờ nói đến chức năng của hệ thống thì mình cũng phải liệt kê ra trong cái chức năng đó nó có những cái chức năng con nè. Tôi lấy ví dụ khi mà chúng ta đăng nhập vào trong cái hệ thống thì cái chuyện mà đăng nhập nó cũng là một chức năng, đúng không? Tại vì rõ ràng là mình phải code nó, mình lập trình cho nó. Như vậy thì đăng nhập, trong đăng nhập thì mình có cái gì, có chi tiết hơn là mình nhập mật khẩu, mình nhập password, mình nhập cái username ha, rồi mình nhập mật khẩu. Như vậy thì bây giờ tôi không nhập mật khẩu, bây giờ tôi cái hệ thống của tôi là tôi đăng nhập bằng dấu vân tay thì sao, và còn tôi đăng nhập bằng thẻ từ thì sao ha. Như vậy thì đó là cả cái trường hợp sử dụng của cái chức năng là chúng ta đăng nhập. Như vậy thì ngoài chức năng đăng nhập, chúng ta vào sâu hơn nữa thì chúng ta tương tác với các cái hệ thống bên trong. Thì trong cái môn học này tôi sẽ lấy ví dụ cho các anh chị từ cái máy rút tiền ATM cho đến các cái hệ thống, ví dụ như quản lý học tập của sinh viên, hay là một cái hệ thống quản lý bán hàng của siêu thị, vân vân. Như vậy thì sau khi mình học cái môn này rồi đó, thì với tất cả các yêu cầu tin học nào đó thì mình cũng phải đều liệt kê ra hết các cái chức năng của nó. Như vậy thì môn học này cũng giống như là cái môn học để mình thiết kế cái mô hình, giống như cái vai trò là mình thiết kế ra cái hệ thống luôn các anh chị. Nha. Bước đầu mình thiết kế các hệ thống. Như vậy thì làm sao để mình biết là cái hệ thống nó có những cái chức năng gì. Như vậy thì mình không thể nào mình cảm tưởng theo cái chủ quan của mình được, mà mình phải lắng nghe cái yêu cầu của khách hàng. Như vậy thì cái môn này, cái người mà làm ra cái mô hình này đó là cái người tiên phong làm việc với khách hàng và làm việc với lập trình viên, đúng không? Tại vì mình đứng ở giữa mà, mình hiểu cái yêu cầu của khách hàng để về mình vẽ cái mô hình. Sau khi mình có cái mô hình rồi đó thì mình chuyển cho lập trình viên hoặc là những cái người thiết kế cơ sở dữ liệu để người ta làm tiếp với công việc của họ, người ta xây dựng cái hệ thống. Rồi, như vậy thì đó là sơ đồ hoạt dụng ha. Rồi tiếp theo đó là sơ đồ lớp. Thì trong cái sơ đồ lớp này thì mình phải định nghĩa ra các cái lớp, tức là các cái đối tượng có trong cái hệ thống của mình. Thì lớp ở đây chủ yếu là về việc xây dựng cơ sở dữ liệu. Ha. Ví dụ như bây giờ tôi nói là tôi muốn xây dựng cái hệ thống quản lý điểm của trường trung học phổ thông. Như vậy thì tôi cần có những cái lớp nào. Đúng không ạ? Như vậy thì bây giờ cái lớp, cái cơ sở dữ liệu là cái nơi mà nó chứa thông tin, nó là cấu trúc tỉnh, mình nói là có cấu trúc tỉnh, tức là dữ liệu của mình thêm như đó rồi, chứ mình cũng không có cho nó động giống như chức năng, mình thêm chức năng được ha. Một khi mà mình đã xây dựng cái cơ sở dữ liệu rồi thì cơ sở dữ liệu của mình sẽ rất khó để mình thay đổi cấu trúc. Thêm dữ liệu thì thêm được, thêm sửa xóa dữ liệu thì chuyện đó là chuyện bình thường, nhưng mà khi mà dữ liệu đã hình thành rồi, đã xây dựng được những chức năng để kết nối được với cơ sở dữ liệu đó rồi, thì cái việc mà chúng ta thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu là cái chuyện mà chúng ta hạn chế. Làm thì được đó, nhưng mà chúng ta phải hạn chế, tại vì nó rất là đắt. Đắt ở đây là nó đắt cái chuyện là ví dụ như mình xây dựng cái chức năng mà nó liên quan đến cái bảng, mình select từ cái bảng đó rồi, các anh chị học cơ sở dữ liệu rồi thì chúng ta biết ha. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta select một cái bảng dữ liệu nào rồi đó mà chúng ta thay đổi cái cấu trúc nó một cái ha, thì chúng ta rất là khó. Đối với cái trường hợp insert vô nó không đủ cột thì sao, và chúng ta thay đổi cái data type, tức là cái kiểu dữ liệu của nó, từ cái kiểu số sang kiểu chuỗi, hoặc là từ cái kiểu chuỗi sang kiểu boolean, vân vân. Thì chúng ta thấy nó cũng rất là khó ở chỗ đó các anh chị ha.
Rồi, các anh chị đợi tôi xíu ha. Tôi xin lỗi, tôi có cuộc gọi. Rồi, cảm ơn các anh chị em. Rồi, bây giờ nãy tôi đang nói đến cái sơ đồ lớp. Thì trong cái sơ đồ lớp của mình đó, thì chủ yếu là chúng ta liên kết đến cái phần cơ sở dữ liệu. Như vậy thì trong cái phần cơ sở dữ liệu đó, ví dụ như là chúng ta xây dựng một cái hệ thống mà quản lý điểm ở trường trung phổ thông. Như vậy thì bây giờ để quản lý điểm đó, thì chúng ta cần quản lý những cái dữ liệu nào? Ví dụ như bây giờ chúng ta quản lý cái thông tin của giáo viên, chúng ta quản lý cái thông tin của sinh viên, chúng ta quản lý thông tin của, tôi xin lỗi, là học sinh mới đúng, tại vì chúng ta đang nói đến cái hệ thống của trường trung học phổ thông. Thì chúng ta có thông tin của học sinh, chúng ta có thông tin của môn học, đúng không ạ? Chúng ta có thông tin của điểm thi, chúng ta có thông tin của điểm kiểm tra 15 phút, điểm kiểm tra tiết, vân vân ha. Rồi, như vậy thì chúng ta phải liệt kê ra các cái lớp đó, đồng thời chúng ta phải chỉ ra cái mối quan hệ giữa các lớp nữa các anh chị, tại vì cái mối quan hệ của các lớp rất quan trọng. Như vậy thì chúng ta phải xem xét cái mối quan hệ, ví dụ như là bây giờ giữa sinh viên với cái lớp. Như vậy thì một lớp có nhiều sinh viên, một sinh viên thì thuộc một lớp chẳng hạn ha. Ví dụ như một giáo viên thì dạy nhiều môn học, một môn học thì được dạy bởi nhiều giáo viên ha. Như vậy thì mình cần xem xét các cái mối quan hệ giữa các cái lớp đó. Rồi, như vậy thì đó là cái phần sơ đồ lớp. Tiếp theo là cái phần sơ đồ tuần tự. Như vậy thì trong cái sơ đồ tuần tự đó, chủ yếu là mình tập trung vào một chức năng cơ bản. Rồi sau đó với cái chức năng cơ bản đó thì mình sẽ xây dựng xem có những cái hành động nào, có những cái hoạt động nào thực hiện tuần tự trong cái chức năng đó. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta đi rút tiền ở cái máy ATM. Như vậy thì cái chức năng chính của mình là rút tiền, đúng không ạ? Như vậy thì khi mà rút tiền đó thì chúng ta phải mô tả xem coi là người ta cần phải thao tác tuần tự như thế nào. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta phải đưa cái thẻ vào. Sau khi đưa cái thẻ vào thì cái máy nó phản ứng như thế nào? Tức là nó yêu cầu nhập cái mật khẩu, username, password gì đó, nhập pin chứ ha, đúng không? Chúng ta nhập số pin và chúng ta phải quy định luôn là chúng ta đặt cái mã pin đó là chúng ta được nhập phép nhập mấy lần. Ví dụ chúng ta nhập 3 lần chẳng hạn ha. Như vậy thì sau 3 lần thì chúng ta sẽ khóa thẻ. Như vậy thì khi nhập thành công thì sao? Thì nó sẽ hiển thị các cái chức năng, đúng không? Ví dụ như rút tiền nè, xem sao kê nè, rồi chúng ta coi chuyển tiền ha, và là chúng ta nạp tiền vân vân. Như vậy thì chúng ta có những cái chức năng và đi sâu vào những cái chức năng đó là những cái gì mà chúng ta có in biên lai hay không ha. Chúng ta rút tiền thì chúng ta phải nhập số tiền vào, rồi chúng ta cái máy nó phải kiểm tra được là cái số tiền ở bên trong nó hợp lệ hay không. Như vậy thì cái sơ đồ tuần tự là mình mô tả trình tự tuần tự ha, thực hiện các cái hoạt động trong cùng một chức năng. Như vậy thì mình mô tả làm chi vậy? Để cho cái người lập trình người ta biết đường lập trình chứ chi. Nếu mà ví dụ như bây giờ đối với chức năng rút tiền, thì đầu tiên tôi vô tôi làm gì? Tôi nhập username với nhập mã pin. Đúng không? Tôi nhập mã pin thì chúng tôi qua đi quy định như thế nào? Nhập mã pin chúng ta phải nhập số hay là nhập chữ nó nữa, đúng không ha? Như vậy thì tùy vào cái hệ thống của mình thì mình sẽ quy định với một cái chức năng thì chúng ta sẽ có những cái tác dụng nào thực hiện một cách tuần tự, và trong khi mà chúng ta thực hiện chúng ta cũng phải có những cái ràng buộc luôn ha. Tại vì mình phải chỉ lập trình viên ta làm, chứ lập trình viên không thể nào mà làm một cách mà theo tự ý người ta là được, một cách chủ quan được. Như vậy thì mình phải là người xây dựng hệ thống, mình tiếp thu cái ý kiến của khách hàng. Khi mình tiếp thu cái ý kiến của khách hàng xong rồi đó, thì mình về mình mô hình hóa lại, thì người lập trình viên người ta nhìn vào cái sơ đồ của mình, người ta biết đường ta làm, đúng không ạ? Đấy, cũng giống như khi mình xây dựng cái nhà vậy, thì mình phải hỏi ý kiến của cái người chủ, cái người chủ người ta nói như thế nào đó, thì mình phải biểu diễn trên cái bản thiết kế thì mình theo cái yêu cầu của người ta. Như vậy thì dựa vào cái yêu cầu đó thì cái đội ngũ thợ xây người ta mới bắt đầu người ta làm được.
Đúng không ạ? Như vậy thì đó là cái phần nội dung của các môn học của mình tập trung vào ba môn hình chính ha, đó, sơ đồ hoạt dụ, sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Rồi tiếp theo thì tôi cũng nói sơ qua cái phần đánh giá của mình. Thì cái phần đánh giá của mình có hai phần, đó là cái phần giữa kỳ và cái phần cuối kỳ. Như vậy thì giữa kỳ thì tôi muốn các anh chị làm cái bài báo cáo cá nhân thôi ha, bài báo cáo cá nhân thôi các anh chị. Rồi như vậy thì cái bài báo cáo này thì chúng ta có 30% là tương ứng với 3 điểm ha. Như vậy thì cái bài báo cáo này tôi nói luôn là chúng ta vẽ cái sơ đồ UK, thì cái nội dung của cái bài báo cáo này là gì đó thì tôi sẽ gửi cho các anh chị luôn ha, cái mẫu báo cáo luôn, tức là báo cáo có phần gì phần gì phần gì. Rồi thì chúng ta sẽ làm trong cái sơ đồ UK đó, cái phần giữa kỳ nha. Rồi đối với cái phần cuối kỳ đó là tôi xin lỗi, cái chỗ này là 70% hả các anh chị, tôi xin lỗi để tôi sửa lại, cái phần này là 70%. Như vậy thì tương ứng với 7 điểm là chúng ta sẽ thi tự luận. Như vậy thì thi tự luận nó sẽ rơi vào hai cái mô hình còn lại, đó là cái sơ đồ lớp và cái sơ đồ tuần tự ha. Rồi thi tự luận là chúng ta thi trực tiếp trên giấy, tôi sẽ gửi đề thi cho bên trung tâm liên kết đào tạo, thì trung tâm liên kết sẽ triển khai cái việc thi này cho các anh chị ha. Rồi như vậy thì phần giữa kỳ chúng ta có 3 điểm là chúng ta sẽ nộp báo cáo qua email ha, tôi sẽ chấm qua email cho các anh chị. Rồi cái phần giữa kỳ này thì nó khoảng rơi vào khoảng tuần thứ vào cái buổi thứ tư ha, cái buổi thứ tư. Như vậy thì bây giờ mình đang học cái buổi đầu tiên nè. Như vậy thì đến cái buổi thứ tư thì tôi sẽ cho các anh chị làm cái bài giữa kỳ. Thì cái bài giữa kỳ thì chắc tôi nghĩ các anh chị làm 1 tuần là xong thôi, chứ không không, không có gì đâu. Chúng ta vẽ cái sơ đồ UK thì chắc tôi nghĩ là các anh chị vẽ khoảng 2 đến 3 cái sơ đồ thôi. 2 đến 3 cái sơ đồ. Coi như là cái phần này là phần khởi động ha, phần khởi động thôi. Thì các anh chị tôi nghĩ là chúng ta làm bài báo cáo chắc khoảng chừng 4 5 trang là được rồi. À, thì đó cái phần giữa kỳ để tôi chấm điểm giữa kỳ cho các anh chị là 3 điểm. Cuối kỳ thì chúng ta có 7 điểm. Rồi, cho cuối kỳ làm báo cáo đi thầy nè bạn anh Tuấn ha. Như vậy thì tại vì cái phần cuối kỳ nếu mà các anh chị làm báo cáo thì tôi nếu một cái quyển báo cáo thì tôi đòi hỏi các anh chị làm rất là chi tiết. Tại vì nó có cái phần sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự thì nó rất là chi tiết các anh chị ha. Rồi. Nhưng tôi cảm ơn cái ý kiến của anh Võ Anh Tuấn, nhưng mà để tôi chúng ta còn còn nhiều thời gian ha, để tôi cân nhắc lại tôi có cho các anh chị làm báo cáo hay không. Tại vì cái gì nó cũng có hai mặt hết, làm báo cáo đó thì nó tiện cho các anh chị đỡ phải di chuyển, phải 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 đến thi tập trung đó. Nó cũng các anh chị này cũng chị mình cũng vừa học vừa làm, một số anh chị chúng ta cũng rất là bận ha, cũng khó thu xếp được thời gian. Nhưng mà làm báo cáo đó thì chúng ta thấy là nó cũng không có, nói chung là nó cũng không có khách quan, đúng không? Cái mặt khách quan là chúng ta thấy là nó cũng 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 có, tại vì tôi dạy cái môn này cũng cũng nhiều khóa trước rồi, thì tôi thấy chủ yếu là chúng ta học học được nhiều, và chúng ta cũng có trường hợp là chúng ta sao chép lẫn nhau ha, cho nên là chúng ta cũng tránh cái trường hợp đó. Rồi tiếp theo nữa là khi mà mình làm cái phần thi tập trung đó thì tôi cho cái anh chị cái đề nó cũng ngắn gọn, nó cũng không có dài ha. Cho nên mình cái gì nó cũng có hai mặt, mặt 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 lợi với mặt hại của nó, nhưng mà tôi sẽ ghi nhận cái ý kiến của anh và tôi sẽ cân nhắc lại. Rồi bây giờ trước mắt là cái phần giữa kỳ là 3 điểm, các anh chị có thắc mắc gì không ạ? Các anh chị có thắc mắc thì cứ hỏi trực tiếp ở đây ha, tôi giải đáp cho các anh chị luôn. Rồi còn về phần tài liệu tham khảo đó thì thứ nhất là cái slide bài giảng của tôi ha, cái slide bài giảng của tôi cũng không có giấu giếm gì hết, tôi cũng sẽ gửi cho các anh chị luôn ha, để các anh chị nhiều khi mình học ở đây thì nhiều khi tôi biết là các anh chị cũng có tham gia 100% được, nhiều khi chúng ta bật lên rồi chúng ta cũng hơi sao nhãng về cái chuyện đó, mình chuyện học online mình cũng phải thừa nhận với nhau chuyện đó, nhiều khi các anh chị bật lên các anh chị cũng không có tập trung được, do đó thì tôi sẽ gửi cái slide bài giảng này cho các anh chị. Rồi ngoài ra thì tôi có cái quyển giáo trình, cái quyển giáo trình này của cô Phạm Thị Xuân Lộc, Phạm Thị Ngọc Diệm. Rồi tiếp theo là cái tài liệu bằng tiếng Anh. Thì tài liệu bằng tiếng Anh thì không biết là chúng ta có, nếu mà các anh chị có đọc, các anh chị có tham khảo này, thì các anh chị gõ cái tên này nó ra rồi. An Introduction to Object Oriented Modeling. Ha. Rồi cái quyển thứ ba là của thầy Đặng Văn Đức.
thì môn phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML. Thì cái môn này, cái quyển này tôi sẽ gửi cho các anh chị là cái file PDF ha. Và cuối cùng đó là cái phần mềm Start UML. Thì cái phần mềm Start UML này thì rất là dễ ha. Tôi sẽ, các anh chị gõ Start UML phiên bản 5.0 là nó đã ra rồi. Các anh chị cần tải cái phiên bản như vậy, các anh chị cài trực tiếp ở trên máy, chúng ta chỉ sử dụng thôi chứ không có gì. Rồi, chúng ta cũng không cần rắc gì đâu ha. Rồi, như vậy thì tôi sẽ gửi cho các anh chị thứ nhất là cái slide bài giảng của tôi, thứ hai là cái quyển sách của thầy Đặng Văn Đức. Rồi chúng ta đọc, chúng ta tham khảo thêm. Tại vì cái này tôi không gửi các anh chị lên mạng, chúng ta download cũng có ha. Thôi tôi có, tôi gửi cho các anh chị luôn. Rồi, như vậy thì đó là nội dung của cái môn học của mình. Chúng ta có ba cái mô hình ha. Mô hình UK, mô hình sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Giữa kỳ thì mình tập trung vào cái phần sơ đồ hoạt dụng ha. Cuối kỳ thì mình có sơ đồ lớp và sơ đồ tuần tự. Tôi sẽ cân nhắc là cho các anh chị làm báo cáo hay là chúng ta cho thi trực tiếp ha. Rồi. Rồi, cảm ơn anh Vũ ha. Rồi, ok. Thì cái này tôi sẽ trả lại cho các anh chị sau. Được không ạ? Rồi. Rồi, các anh chị có thắc mắc gì đó với cái phần nội dung của mình không ạ? Rồi, bây giờ nếu như mà không có thắc mắc đó thì tôi sẽ đi vào cái chương 1. Thì cái chương 1, cái phần này phần giới thiệu thôi. Nó không có vấn đề gì đâu. Chủ yếu là mình nói để mình hiểu thêm về cái môn học của mình thôi. Buổi nay là buổi đầu tiên, mình chủ yếu mình làm quen với nhau ha. Rồi, như vậy thì đối với cái môn ngôn ngữ mô hình hóa này đó thì bây giờ mình điểm qua tại sao mình học đó, tại vì nó có cái ưu điểm gì hay không. Thứ nhất là cái cách tiếp cận của đối tượng mình là tất yếu để phát triển các hệ thống phần mềm. Như vậy thì trước đây thì người ta tiếp cận cái hệ thống là thông qua các cái chức năng. Bây giờ mình nói bây giờ xây dựng cho tôi một cái hệ thống, như vậy thì cái việc đầu tiên của tôi quan tâm nó là các chức năng của hệ thống. Như vậy cái hệ thống nó đem lại cho tôi được cái gì, thì mình giờ mình sẽ xây dựng các cái chức năng. Nhưng mà đó là theo cái kiểu cổ điển rồi. Như vậy thì tại sao mà cái kiểu cổ điển nó có những cái khuyết điểm gì? Giờ khi mà chúng ta xây dựng cái chức năng mà chúng ta không quan tâm tới bên trong đó, thì sau này ví dụ như là cái hệ thống của mình nó thay đổi. Tôi lấy ví dụ như là trước đây khi mà chúng ta xây dựng một cái hệ thống quản lý điểm ở một trường đại học mà chúng ta quản lý theo học theo cái việc học theo lớp đó các anh chị. Chúng ta đầu vào chúng ta đi học vào theo một cái lớp, rồi sau đó thì cái lớp nó học tới đâu thì mình đi theo tới đó, mình học chung theo các anh chị theo cái lớp một phần. Nhưng mà sau này thì cái hệ thống của mình nó đổi, nó chuyển qua là tín chỉ. Như vậy thì học tín chỉ của mình thì ví dụ như là trong lớp thì ai muốn đăng ký học môn gì chúng ta học học rời rạc với nhau, rõ ràng đó là cái xu hướng tất yếu rồi. Như vậy thì khi mà chúng cái hệ thống nó thay đổi như vậy thì cái chức năng bắt buộc nó phải thay đổi theo. Mà nội dung mà nội khi mà cái chức năng nó thay đổi thì mình cũng không không đến mức là nó nghiêm trọng quá. Nhưng mà bây giờ là tới cái cơ sở dữ liệu bên trong, tức là cái phần dữ liệu bên trong nó cũng thay đổi luôn. Đúng không? Như vậy thì khi dữ liệu của mình ở bên trong nó thay đổi luôn thì mình rất bị động. Giống như là cái hệ thống đó mình đặt bỏ, mình xây dựng lại. Hoặc là nếu như bây giờ chúng ta sửa thì chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta sửa mà nó đáp ứng một cách trơn tru được, tại vì hệ thống của mình dữ liệu nó thay đổi, chức năng của mình nó cũng thay đổi rồi. Như vậy thì bây giờ mình tiếp cận theo cái hướng đối tượng. Bây giờ chúng ta thấy là với cái môn học đó, tôi xây dựng là cái chức năng của môn học, cái thuộc tính của môn học, tức là cái dữ liệu của môn học là cái gì, rồi với cái môn học tôi sử dụng những chức năng gì, thì bây giờ mình liệt kê hết ra các cái đối tượng trong hệ thống. Thì với mỗi một đối tượng đó chúng ta phải định nghĩa được các cái thuộc tính và cũng như là các cái phương thức, tức là cách sử dụng cái hệ thống đó, cái đối tượng đó. Như vậy thì bây giờ cái hệ thống của mình nó thay đổi, chức năng của mình nó sẽ có thay đổi, chức năng tổng quát của hệ thống nó sẽ thay đổi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ sử dụng cái chức năng của từng đối tượng để mình xây dựng cái chức năng mới. Thì nó cũng rất là tiện ha. Bây giờ mình bên ngoài mình muốn thay đổi hệ thống gì mình thay đổi, như vậy thì bên trong mỗi một cái đối tượng như vậy nó đã có những cái phương thức để mình sẽ sử dụng lại cái đối tượng đó rồi ha. Đấy, như vậy thì cái tính năng của cái hướng đối tượng đó là mình được sử dụng lại ha. mình sử dụng lại cái phần mà mình đã mô tả. Thì chúng ta thấy là chúng ta mô tả từng cái chức năng của từng cái phần đối tượng ở bên trong rồi. Thì bây giờ yêu cầu của chức năng lớn gì đó thì mình sẽ cứ việc mình gọi cái chức năng con đó ra mình sử dụng thôi. Mình định nghĩa sẵn, bây giờ mình chỉ gọi rồi mình sử dụng thôi. Thì nó rất là tiện lợi. Rồi, như vậy thì cái hướng tiếp cận mà trước đây đó thì nó rất là phức tạp, nó cồng kềnh ha. Nó không có theo kịp đà phát triển. Nhưng mà mình sẽ
phát triển theo cái hướng đối tượng để mình theo kịp cái đà phát triển không ngừng của cái nhu cầu công nghệ gì đó. Rồi, như vậy thì tuy nhiên thì lập trình hướng đối tượng nó lại có một cái hạn chế, đó là nó ít trực quan. Ít trực quan tại vì mình cứ tập trung mình xây dựng cái đối tượng bên trong thôi. Mình có ấy đâu, tại vì khi bây giờ cái mình đã nói là cái hệ thống của mình nó nhiều khi nó thay đổi. Như vậy thì mình cố gắng xây dựng những cái chức năng con ở bên trong của từng đối tượng để khi mình sử dụng nó, thì bây giờ cái hệ thống của mình nó thay đổi, mình chỉ cần gọi cái chức năng con đó, mình sẽ thay đổi cái việc mình gọi thôi, mình xây dựng cái bên trong thôi. Như vậy thì bù lại thì nó ít có trực quan, nó ít trực quan, nó ít tự nhiên hơn là lập trình theo chức năng. Như vậy thì để mà chúng ta muốn xây dựng một cái cách nhìn, cái nhìn vào hệ thống mình nó có những chức năng gì đó, thì bắt buộc mình phải có cái mô hình. À, thì cái mô hình này để chúng ta cung cấp một cách nhìn trực quan để người ta nhìn vào hệ thống, người ta biết là cái hệ thống mình nó có những cái chức năng nào ở bên trong. Rồi, đối với cái việc mà phân tích hệ thống hướng đối tượng nó giúp tìm hiểu tốt hơn là thực tế và so sánh tốt hơn các cái giải pháp thiết kế trước khi lập trình. Đó. Như vậy thì cũng giống như là một cái hệ thống mình vậy đó. Khi mà mình xây dựng cái chức năng gì đó thì mình cũng phải xây dựng các cái giải thuật. Đó. Mình xây dựng các cái giải thuật, mình xem cái giải thuật nào là tối ưu, cái giải thuật nào là hay, cái giải thuật nào là chạy nhanh. Đây. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta thấy là khi mà mình xây dựng các cái giải pháp như vậy đó thì nó sẽ giúp mình hiểu tốt hơn. À, người ta nhìn vô nhiều khi người ta không có chuyên môn hoặc là người ta ít có chuyên môn về lập trình đó, thì mình sẽ nhìn vào mình sẽ thấy được là, là cái hệ thống của mình nó có những cái gì nha, bằng cái mô hình. Mình không cần là mình người có chuyên môn nhìn vào đâu, tại vì mình cố gắng mình xây dựng một cái cách nhìn nó dễ hiểu nhất đó, thì chúng ta thông qua cái mô hình để chúng ta giải quyết được chuyện đó. Rồi, như vậy thì phân tích hướng đối tượng này nó dựa trên các cái ngôn ngữ mô hình hóa, thì ngôn ngữ mô hình hóa là cái ngôn ngữ mình đã học mà mình sẽ học ha. Rồi, như vậy thì ở cái ngôn ngữ mô hình hóa, cái quan trọng thứ nhất là chúng ta phải hiểu được cái trường hợp sử dụng. Cái thứ hai là chúng ta phải nắm được cái cú pháp để chúng ta vẽ cái mô hình. Tại vì nhiều khi mình hiểu nhưng mà cái cú pháp mình vẽ không đúng thì người ta cũng không có hiểu được. Giống như các anh chị học tiếng Anh vậy đó. Mình hiểu đúng, mình hiểu được cái ngữ nghĩa đó, nhưng mà mình sử dụng từ vựng, mình sử dụng cấu trúc không đúng thì nhiều khi nó cũng không có ra được cái nghĩa mà mình muốn. Đúng không? Như vậy thì khi đối với cái việc mà mình xây dựng cái ngôn ngữ mô hình hóa cũng vậy. Mình phải ngoài cái việc mà mình nắm được cái thực tế, cái nhu cầu thực tế của cái chức năng đó, mình phải nắm được cái cú pháp mình vẽ cho nó đúng. Rồi, trở lại cái ngôn ngữ mô hình hóa, thì cái chữ ngôn ngữ mô hình hóa được dịch từ chữ Unified Modeling Language sang, thì cái ngôn ngữ này nó mình nói là nó tối ưu hơn so với lập trình theo chức năng. Như vậy thì ở đây nó sẽ cho phép mình cụ thể hóa. Cụ thể hóa đây là gì? Có nghĩa là chúng ta phải đi từng ngóc ngách của hệ thống luôn. Trong một cái sơ đồ UK, tôi lấy cái ví dụ sơ đồ UK chẳng hạn, sơ đồ trường hợp sử dụng đó, thì mình phải liệt kê ra hết các cái chức năng của một người dùng. Ví dụ như bây giờ mình nói là khách hàng khi tương tác với cây ATM thì họ làm được những cái gì trên cây ATM. Ví dụ như là họ rút tiền nè, họ đăng nhập nè, họ có thể nạp tiền, họ có thể xem sao kê, họ có thể chuyển tiền, v.v. Có rất nhiều cái thao tác ở trên đó. Đúng không ạ? Rồi, như vậy thì trong cái việc mà chuyển tiền, bây giờ chúng ta nói là trong việc chuyển tiền chúng ta phải có những cái thao tác con bên trong nữa, chứ không phải mình vô mình chuyển tiền là mình chuyển đâu, đúng không ạ? Ví dụ như mình chuyển tiền mình phải nhập cái số tiền nè, rồi mình nhập cái tài khoản của cái người mình cần chuyển tiền, rồi mình phải chọn cái ngân hàng của người chuyển tiền nữa ha, có chủ cái người rồi được nhận tiền mình chuyển đó. Đấy. Rồi mình có in biên lai hay không từ cái việc mình chuyển tiền. Và chúng ta thấy là cũng có rất nhiều cái thao tác con bên trong thì mình phải đi chi tiết vào bên trong. Rồi, tiếp theo là nó trực quan quá. Rõ ràng là chúng ta thấy là khi mà chúng ta xây dựng cái mô hình là đã trực quan rồi. Đó. Rõ ràng đã trực quan rồi. Nên đã hình thành cái mô hình, mình nhìn được vô cái mô hình rồi. Chứ bây giờ mình gõ một đống code hoặc là mình mô tả mấy trang giấy rõ ràng vô, đọc vô cũng hiểu, nhưng mà nhiều khi là nhìn vô chúng ta không có hiểu liền. Thậm chí bây giờ mình nhìn vô cái bức tranh hay là mình nhìn vô cái mô hình gì đó thì có thể là mình sẽ hiểu, mình trực quan, nó có chứa nhiều thông tin hơn. Tại vì những cái thông tin đó là mình tự suy diễn, mình tự nghĩ ha, mình tự hiểu vấn đề đó. Ví dụ như bây giờ tôi nhìn vô cái mô hình đó thì tôi hiểu được cái mô hình đó nó có những cái luồng để đi đâu, nó có những cái cấu trúc gì bên trong đó, mình đọc được cái mô hình là mình hiểu được. À, còn bây giờ mình mô tả, nhiều khi cái người mô tả nó mô tả nó mô tả mà mình học họ không hiểu, đấy, nó khổ là khổ vậy đó ha. Rồi,
Tiếp theo thì cái ngôn ngữ mô hình hóa này nó có mang cái tính xây dựng đó các anh chị. Thì tính xây dựng ở đây có nghĩa là gì? Rõ ràng là cái ngôn ngữ này nó là cái ngôn ngữ dùng để giao tiếp giữa các đối tượng trong cái hệ thống. Ví dụ như là bây giờ mình xây dựng một cái hệ thống gì đó thì đầu tiên là mình cũng phải nắm được cái yêu cầu của khách hàng về cái hệ thống đó. Sau đó thì mình mới vẽ về, mình vẽ cái mô hình ra, mình phát họa cái hệ thống ra. Khi mình phát họa cái hệ thống ra rồi đó thì mình sẽ chuyển cho cái người lập trình hoặc là cái người thiết kế cơ sở dữ liệu, thì rõ ràng cái ngôn ngữ của mình nó mang cái tính chất xây dựng hệ thống rồi. Và cuối cùng là chúng ta thấy cái ý nghĩa cuối cùng của cái ngôn ngữ này, nó là lọc số liệu. Lọc số liệu ở đây là gì? Có nghĩa là tất cả những cái tài liệu mình làm đó thì mình đều lưu trữ lại trên hệ thống. Đúng không ạ? Rồi mình lưu trữ lại trên hệ thống thì các cái hệ thống thông tin của mình nó sử dụng các khái niệm và đối tượng. Mình tất cả những cái tài liệu của mình nó đều được lưu trữ lại để khi mình ta xây dựng cái hệ thống sau này, lỡ như cái hệ thống của mình nó có vấn đề gì đó, người ta có thể là truy cứu trách nhiệm. Nói truy cứu trách nhiệm thì nó hơi căng, nó hơi nặng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta lưu giữ tài liệu lại. Thì sau này nhiều khi là khách hàng người ta phàn nàn tại sao cái chức năng mà tôi yêu cầu anh xây dựng bây giờ xây dựng nó không đúng. Chẳng hạn nó không đúng theo yêu cầu của khách hàng. Như vậy thì mình xem coi cái phần mô tả, cái phần xây dựng mô hình của mình nó đúng với yêu cầu khách hàng chưa, hay là mình đã mô tả đúng rồi nhưng mà cái người lập trình người ta làm không đúng theo các bản thiết kế của mình. Đấy, thì mình phải lọc những cái tài liệu, lọc cái số liệu này lại. Thì đó là các ý nghĩa của cái môn của cái chữ Gmail hả các anh chị. Như vậy thì từ năm 1993 thì cái ngôn ngữ Gmail nó được hình thành từ sự hợp nhất của các phương pháp, đầu tiên là Post của Randy Box ha, ở cái công ty là Rational Software Corporation. Tiếp theo là cái phương pháp của James Rumbat, và cuối cùng đó là cái phương pháp của Eva Jacobson. Đấy. Như vậy thì chúng ta thấy là cái ngôn ngữ này nó hình thành cách đây nó cũng đã 20 năm rồi, 20 năm chứ 30 năm chứ. Đó. 93, 23, 13, 23 thì chúng ta đã thấy là 30 năm rồi ha. Như vậy thì cái ngôn ngữ này nó hình thành lịch sử nó cũng tương đối lâu rồi. Tại công nghệ thông tin của mình thì chúng ta thấy là nó đã phát triển từ năm 1990 đúng không? Internet đã phát triển từ đó, nhưng mà cái ngôn ngữ của mình đã phát triển là từ năm 1993, chúng ta thấy nó là lịch sử dày dặn rồi. Như vậy thì các cái nhà thiết kế hệ thống, các cái nhà phân tích hệ thống, người ta sử dụng cái ngôn ngữ Gmail này để người ta xây dựng cái hệ thống là cách chính quy. À, chứ mình không nói là mình giờ mình xây dựng một cái hệ thống mình ngồi mình tự nghĩ là mình xây dựng không, thì nó cũng ra cái hệ thống đó, nhưng mà cái hệ thống nó có vận hành được hay không, nó có logic hay không. Đấy, giống như mình xây cái nhà mình tự xây cũng được, nhưng cái nhà nó ở được hay không, nó có chắc chắn hay không thôi. À, đây. Như vậy thì cái ngôn ngữ này nó là cái cách thức mà để chúng ta xây dựng cái hệ thống, từ cái người mà chúng ta phân tích cho đến cái người xây dựng, cái người lập trình, cái người mà chúng ta thiết kế cơ sở dữ liệu, đến cái người bảo trì, đến cái người mà chúng ta sau này chúng ta phát triển lên trong tương lai ha. Như vậy thì khởi đầu cái môn của mình, cái tên của cái ngôn ngữ này đó là Unified Methods, thì nó chỉ là một cái phương pháp, nhưng mà sau đó nó đổi tên thành Gmail, tức là có chữ L là lém gỉnh, là ngôn ngữ, đó thành ngôn ngữ từ năm 1996, tức là sau 3 năm nó được hình thành thì nó sẽ phát triển thành ngôn ngữ rồi. Tại vì cái mức độ nó phổ biến, nó thông dụng, nhiều người ta sử dụng nó để người ta xây dựng cái hệ thống, thì nó sẽ trở thành cái ngôn ngữ giao tiếp chung. Như vậy thì sau đó tới năm 1997, tức là một năm sau đó thì nó được phát hành với cái version là 1.0 như một cái chuẩn. Thì các anh chị biết là một cái chuẩn là một cái giống như một cái gì đó người ta áp dụng, người ta áp dụng, người ta không có thể nào thay đổi được. Ví dụ như bây giờ nó một cái chuẩn, một cái standard, một cái đó là một cái quy chuẩn này, mình không thể nào mình thay đổi cái chuẩn đó được, thì người ta sẽ tuân theo cái chuẩn đó. Giống như các anh chị bây giờ chúng ta thiết kế, ví dụ như cái USB chẳng hạn, cái USB của mình bây giờ nó phải thiết kế theo cái chuẩn, tại vì cái USB của mình nó phải cắm vô cái máy, bất kỳ cái laptop nào thì cái khe cắm thì cái USB nó phải cắm vừa. Thì rõ ràng là cái USB với lại cái khe cắm phải theo đúng là cái chuẩn. Thì khi mà chúng ta sản xuất thì chúng ta phải làm đúng theo cái chuẩn đó thì chúng ta mới làm được. Nhưng bây giờ mỗi người mà thiết kế một cái USB nó cắm vô nó không vừa rồi sao? Đấy. Nhưng mà thấy là một Gmail của mình cũng vậy. Nên sẽ phát triển thành một cái chuẩn nha, chúng ta phải tuân theo cái chuẩn đó. Rồi, như vậy thì hiện nay thì Gmail của mình nó đã cải tiến ở cái version 2.0 rồi, với nhiều cải tiến về mô hình văn hóa hành xử, rồi về liên quan giữa các mô hình về cấu trúc, vân vân.
Như vậy thì mình đang ở cái Gmail 2.0 ha, nên tương lai nó sẽ phát triển thành Gmail 3.0. Nhưng mà tới đó đi thì mình chắc là mình sẽ có, sau này thì công nghệ thông tin của mình nó phát triển mà các anh chị. Đó, bây giờ liên quan tới công nghệ thời đại 4.0, liên quan tới trí tuệ nhân tạo rồi, liên quan thì sau này mình sẽ có cái cách lập trình khác ha, hoặc có thể là mình có cách xây dựng hệ thống khác, thì lúc đó Gmail nó sẽ phát triển lên thành cái version 3.0. Nhưng mà bây giờ mình nắm cái mô hình 2.0 này trước. Rồi, ở đây chúng ta có các loại sơ đồ. Như vậy thì ở đây chúng ta có cái sơ đồ về cấu trúc nè, sơ đồ về hành xử và sơ đồ tương tác. Đây là ba cái nhóm sơ đồ chính trong Gmail. Như vậy thì đối với cái sơ đồ cấu trúc đó thì chúng ta có cái sơ đồ lớp ha, sơ đồ đối tượng nè, sơ đồ cấu trúc phức, sơ đồ đóng gói, sơ đồ triển khai và sơ đồ thành tố, vân vân. Như vậy thì trong cái sơ đồ cấu trúc đó thì mình chỉ học một cái sơ đồ đại diện thôi, đó là sơ đồ lớp nha. Sơ đồ lớp thì nó phản ánh cấu trúc của dữ liệu. Nó là phản ánh cấu trúc dữ liệu. Tiếp theo đó là sơ đồ hành xử. Thì trong cái sơ đồ hành xử này chúng ta học cái sơ đồ chính, đó là cái sơ đồ UK. Thì trong cái sơ đồ UK đó thì mình sẽ học các cái liệt kê ra các cái chức năng, và trong các cái chức năng đó mình sẽ có những cái chức năng con ha. Thì trong cái sơ đồ hành xử nó thì cũng có cái sơ đồ trạng thái và sơ đồ hoạt động, nhưng mà mình chỉ học cái sơ đồ chính là cái sơ đồ UK thôi. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái sơ đồ tương tác. Thì trong cái sơ đồ tương tác này thì chúng ta học cái sơ đồ tuần tự, là để thể hiện cái mối tương tác qua lại giữa các đối tượng trong cùng một chức năng. Đây, bây giờ đối tượng của mình, bây giờ mình thấy, ví dụ tôi lấy cái ví dụ về sơ đồ tuần tự là bây giờ mình nhập điểm cho học sinh thôi, không biết các anh chị ở đây có ai là giáo viên hay không. Như vậy thì khi mà mình xây dựng một cái hệ thống thông tin mà mình nhập điểm cho học sinh, như vậy thì khi mà mình nhập điểm cho học sinh thì mình phải có những cái đối tượng nào, ví dụ như là giáo viên là đối tượng chủ thể nhập điểm. Nhập điểm thì giáo viên phải tương tác, đầu tiên là phải tương tác với cái máy tính, phải tương tác với cái hệ thống của mình đó mà. Như vậy thì khi mà tương tác với cái hệ thống thì nó yêu cầu là giáo viên nó phải đăng nhập vô ha, rồi sau đó giáo viên phải chọn những cái chức năng gì dựa trên đó. Rồi, như vậy thì khi vào được cái chức năng rồi đó thì giáo viên phải chọn cái lớp. Chọn cái lớp xong thì nó hiển thị danh sách của học sinh, của cái môn mà mình dạy. Sau đó phải nhập điểm cho từng học sinh, rồi sau đó mới lưu điểm. Thì mình mô tả tuần tự các cái chức năng và việc tương tác giữa giáo viên, giữa lớp học, giữa giao diện của hệ thống, giữa cái đối tượng là điểm. Ha. Như vậy thì mình phải mô tả các cái đối tượng nó tương tác với nhau thông qua cái sơ đồ tuần tự. Ngoài ra thì chúng ta có cái sơ đồ truyền thông, sơ đồ về thời gian nữa. Nhưng mà chủ yếu ở đây là chúng ta chỉ học sơ đồ tuần tự thôi các anh chị. Như vậy thì ở đây chúng ta có ba cái mô hình chính, đó là mô hình cấu trúc mình học sơ đồ lớp, thì mô hình hành xử mình chỉ học sơ đồ UK, và cuối cùng là sơ đồ tương tác mình học sơ đồ tuần tự ha. Thì đó là nội dung của cái môn học của mình. Rồi, như vậy thì cái phần giới thiệu của tôi tới đây đó thì chúng ta nắm được sơ lược về cái khái niệm của cái môn học này rồi ha. Rồi. Xong, bây giờ mình xong cái phần giới thiệu rồi hả các anh chị? Không biết các anh chị có thắc mắc gì đối với cái phần giới thiệu, hay là các anh chị có phần nào chưa rõ không ạ? Mình cứ hỏi trực tiếp ha. Rồi, nếu như mà các anh chị không có câu hỏi gì đó, ok, giải tiếp thôi. Tôi tính cho các anh chị nghỉ khoảng 5 phút, giải tiếp thôi. Ok. Rồi, để tôi xong mỗi buổi tôi sẽ gửi lại slide này cho các anh chị ha. Hay là chúng ta gửi luôn, thôi để tôi gửi luôn các anh chị luôn đi. Chị dễ theo dõi ha. Rồi, bây giờ chúng ta nghỉ khoảng 5 phút đi, để tôi tranh thủ tôi gửi cái slide này cho các anh chị.
Rồi tôi gửi cho các anh chị trong cái group Zalo rồi ha. Tôi gửi luôn với cái quyển sách tham khảo của thầy Đặng Văn Đức. Các anh chị có thời gian thì chúng ta tham khảo thêm ha. Sẵn các anh chị ở đây cho tôi hỏi luôn là ở đây mình có ai, có ai, có anh chị nào làm giáo viên ở trường phổ thông không ạ? Vậy là các anh chị mình làm ở cơ quan bên ngoài hết ha, chứ không có làm ở trong trong trường. Nên tôi thấy trong cái danh sách của mình đó thì ở đây có 22 người, 22 người thì trừ tôi ra, trừ cho một cán bộ quản lý bên trung tâm liên kết thì mình còn là 20 bạn ha. Như vậy thì ở đây chúng ta có 20 học viên, không biết bữa nay có học đủ hết không nữa. À, trước mắt thì tôi nắm sĩ số bây giờ lớp của mình là 20 anh chị ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái chương tiếp theo, đó là các cái trường hợp sử dụng. Thì ở đây là chúng ta xây dựng cái mô hình ha. Rồi, bây giờ ở trong cái phần này đó thì tôi sẽ nói cái phần lý thuyết trước. Buổi hôm sau thì chúng ta sẽ thực hành ha. Thực hành thì các anh chị cũng nhìn tôi vẽ trên cái phần mềm thôi ha. Thì ở đây nội dung của cái chương này đó là tôi cũng sẽ giới thiệu cho các anh chị nắm về cái sơ đồ UK ha. Sơ đồ UK cũng là nó, sơ đồ hoạt dụ cũng là nó, sơ đồ trường hợp sử dụng cũng là nó, là các cái tên của nó các anh chị. Rồi tiếp theo là chúng học về các cái tác nhân. Tác nhân ở đây chính là cái người mà tương tác với hệ thống. Thì mình mở rộng ra, tác nhân của mình không phải là người không, mà nó cũng là một các cái hệ thống khác mà có tương tác với cái hệ thống mình đang xét. Ví dụ như là bây giờ mình xây dựng một cái hệ thống mà ví dụ như hệ thống quản lý bệnh viện chẳng hạn, thì trong cái hệ thống quản lý bệnh viện nó có một cái hệ thống liên quan đến cái việc mà xuất đơn thuốc chẳng hạn. Tại vì bệnh viện là nhiều cái chủ yếu là cho bác sĩ người ta khám bệnh thôi, quản lý cái quy trình khám bệnh vân vân, bệnh nhân cái đó vân vân, đặt lịch khám vân vân. Thì bây giờ nó có liên kết đến một cái hệ thống khác, cái hệ thống mà chúng ta gợi ý đến cái việc mà chúng ta xuất thuốc cho bệnh nhân, tức là cái toa thuốc á. Ví dụ như mình giả sử mình có hai cái hệ thống đó, hoặc là bây giờ cái tác nhân của mình có thể là cái robot ha, một robot hay là một cái cảm biến gì đó nó có liên kết với cái hệ thống của mình. Như vậy thì tác nhân là nó có tương tác với cái hệ thống, nó có cung cấp dữ liệu, nó có trích xuất dữ liệu từ cái hệ thống mình đang xét, thì mình gọi chung nó là tác nhân ha. Tiếp theo đó là trường hợp sử dụng. Trường hợp sử dụng nó là các cái chức năng, mình nói nôm na nó là các cái chức năng, và đi sâu hơn cái chức năng đó nữa là các hoạt động ở bên trong. Rồi tiếp theo là biểu đồ các cái trường hợp sử dụng, tức là khi mà mình xây dựng một cái sơ đồ thì nó có những cái mối quan hệ gì giữa các UK nữa, mình thấy giữa actor với actor nó có liên quan gì, rồi giữa UK với actor nó có liên quan gì với nhau nữa các anh chị. Thì chúng ta thấy là chúng ta phải học các cái thì mối quan hệ đó trước khi chúng ta xây dựng các biểu đồ ha.
Cuối cùng đó là kịch bản. Kịch bản ở đây là cái phần kịch bản này là mình xây dựng các cái trường hợp sử dụng, thì mình sẽ đưa vào các kịch bản của mình nó mô tả một chuỗi các hành động. Ví dụ như là bây giờ mình rút tiền thì mình rút tiền, nếu mà mình rút tiền cái kịch bản của mình lý tưởng đó là mình rút tiền từ đầu đến cuối, mình nhập số tiền nó hợp lệ rồi số tiền trong cái ATM nó đủ cho mình rút, vân vân nha. Thì lúc đó mình xây dựng một cái kịch bản, đó là kịch bản từ đầu đến cuối, một cái kịch bản là hoàn hảo. Tuy nhiên thì mình cũng phải có những cái trường hợp mà nó không có mong đợi, ví dụ như là cái cây ATM của mình nó hết tiền, mình cũng đâu có rút được, hoặc là mình nhập mật khẩu sai mình cũng không có rút được đấy, hoặc là mình nhập số tiền vô nó không hợp lý, mình nhập cái số tiền của mình nó lớn quá, số tiền trong tài khoản mình nó không đủ đấy, hoặc là mình nhập cái số tiền mà nó lớn hơn số tiền một lần rút. Bây giờ ví dụ như một số cây ATM nó cho mình rút là 10 triệu đúng không, bây giờ tôi nhập như 11 triệu nó không cho tôi rút nghe anh vậy, thì mình sẽ xây dựng các cái kịch bản để chúng ta biểu diễn một mối liên hệ giữa các cái UK như vậy ha. Nha, nên tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái ví dụ. Rồi, bây giờ mình nói UK là cái gì? UK của mình nó chính là cái phương tiện để chỉ ra cái cách sử dụng cần thiết của hệ thống. Nó đơn giản là nó là cái phương tiện chỉ ra các cách sử dụng cần thiết của hệ thống. Tức là bây giờ mình xem coi cái hệ thống của mình nó có những cái chức năng gì. Nó nôm na đó là các cái chức năng của hệ thống đó các anh chị. Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có các khái niệm chính kết hợp với UK ha. Thứ nhất là actor, thứ hai là UK và thứ ba là các cái subject, tức là các đối tượng. Rồi, như vậy thì trong cái sơ đồ UK tổng quát đó là nó chỉ ra được cái mô tả, cái mối liên hệ giữa cái UK và cái hệ thống của mình. Tức là UK giữa các UK với UK, giữa các actor với UK ha. Chúng ta sẽ xem xét coi cái mô giữa các cái đối tượng này nó có mối quan hệ gì. Tại vì các cái đối tượng nó có mối quan hệ thì nó cũng rất là quan trọng, chứ không phải là nó đơn giản đâu các anh chị. Tôi lấy ví dụ như bây giờ muốn rút tiền được thì bắt buộc là chúng ta phải nhận được cái số tiền hợp lệ chúng ta mới rút được. Rồi tiếp theo là cái gì? In biên lai. In biên lai cái chuyện đó là chuyện không cần thiết đúng không? Mình thích mình in, mình không thích thì thôi. Đấy, ví dụ như cái chuyện đó là cái chuyện mà mình thấy là nó không cần thiết, nó dạng tùy chọn thôi. Rồi, sẽ có những cái trường hợp nào là bắt buộc, có những trường hợp nào là tùy chọn. Rồi tiếp theo là cái mục đích của trường hợp sử dụng, tại sao mình sẽ sử dụng cái mô hình này. Thì như các anh chị biết đó là cái trường hợp sử dụng nó là một kỹ thuật để mô tả hệ thống dựa trên cái quan điểm của người sử dụng. Thì rõ ràng là khi mình xây dựng cái hệ thống là mình phải nắm được các cái chức năng, mà chức năng nó là do ai yêu cầu, chức năng nó là do người dùng người ta yêu cầu chứ ai. À, là người dùng, đây là người sử dụng đó. Đó là cái người mà trả tiền cho mình để mình xây dựng cái hệ thống đó để cho người ta xài đó. Đấy. Như vậy thì nó là một cái kỹ thuật mô tả cái hệ thống dựa trên cái quan điểm của người sử dụng, tức là người sử dụng người ta trả tiền cho mình, người ta có quyền yêu cầu những cái chức năng mà mình phải làm mà mình đáp ứng cho người ta. Chứ mình không phải là giờ mình thấy là mình lập trình viên mình muốn làm theo ý của mình theo chủ quan là không được ha. Ví dụ như một cái hệ thống, ví dụ như tôi nói là cái hệ thống bán trà sữa chẳng hạn, thì cái trà sữa của cái tiệm này nó khác với cái trà sữa của cái tiệm kia, cái hệ thống quản lý điểm của cái trường này nó phải khác với cái hệ thống quản lý điểm của cái trường khác. À, nó không giống nhau được, ví dụ như là cùng cái yêu cầu nhưng mà có thể là đối tượng phạm vi cũng như là cái hoàn cảnh người ta sử dụng khác nhau thì nó sẽ là khác nhau. À, ví dụ như hệ thống quản lý siêu thị thì cái hệ thống quản lý siêu thị A nó phải khác với cái hệ thống quản lý siêu thị B, nó phải khác nha. Thì chúng ta phải xây dựng cái hệ thống nó phải dựa trên cái quan điểm của người sử dụng. Tiếp theo là cái trường hợp sử dụng, nó là một tập hợp bao gồm các thao tác được kích hoạt bởi một tác nhân bên ngoài và tạo ra một cái kết quả xác định được ha. Tức là mình phải xây dựng một cái chức năng, mà cái chức năng đó là phải có kết quả trả về ha. Như bây giờ tôi muốn xây dựng một cái chức năng là tính tiền nhé, tính tiền thì phải xuất ra được cho mình một cái hóa đơn nhá. Hoặc là bây giờ xây dựng một cái hệ thống nhập điểm cho sinh viên chẳng hạn, nhập điểm lên trên hệ thống mình để mình lưu điểm của điểm thi đó, thì ít ra phải xuất cho tôi được một cái danh sách điểm thi, nên là nhập lên đó thì phải xuất ra được cái danh sách, chứ bây giờ mình nhập lên đó mình không xuất ra được cái gì hết thì sao mình xài cái hệ thống đó. Hoặc là bây giờ hệ thống bây giờ mình xây dựng một cái chức năng để cho mình đăng nhập, khi đăng nhập vô thì tôi phải vô được trong cái hệ thống và tôi phải ghi nhận được cái chuyện đăng nhập của tôi, chứ không phải mình đăng nhập vô đó rồi thôi. Đúng không? Một số trường hợp khi mà các anh chị xây dựng cái hệ thống đó, chúng ta đăng nhập vô đó rồi thôi,
đâu được, mình đăng nhập vô hệ thống đó rồi mình phải ghi nhận lại là ai đã từng đăng nhập vô hệ thống, đăng nhập ngày giờ nào, tại vì mình không kiểm tra thôi. Rồi như vậy thì các cái thao tác này phải quan sát được ha, phải quan sát được, tức là khi mà mình tương tác với cái hệ thống đó thì cái hệ thống của mình nó sẽ thay đổi như thế nào, chứ không phải là mình xây dựng cái hệ thống mà bên trong nó chỉ ảnh hưởng bên trong thôi. Nếu mà nó ảnh hưởng bên trong đó thì cái đó là nhiệm vụ, đó là kỹ thuật của lập trình viên chứ không phải là chức năng được. Chức năng là cái mà phải cho tôi thấy được nó làm cái gì. Người dùng của mình đâu phải là ai cũng chuyên tin học đâu. Nhiều khi bây giờ xây dựng tôi cái chức năng đó, tôi trả tiền cho anh cái chức năng đó tôi không xài được, hoặc là tôi không thấy một cách cụ thể, một cách trực quan, tôi không chịu. Còn cái chuyện cái kỹ thuật ở bên trong anh sử dụng như thế nào đó, anh chuyển đổi dữ liệu ở bên trong thì đó thuộc về cái kỹ thuật hay là cái giải thuật của người lập trình viên rồi. Rồi tiếp theo là cái việc nhóm lại các cái thao tác này đó, nó tương ứng với một chuỗi các thao tác như một logic cảm nhận được từ cái người sử dụng ha. Rồi như vậy thì chúng ta thấy là ở đây cái việc mà nhóm lại các cái thao tác này nó tương ứng với một cái chuỗi thao tác thì nó rõ ràng nó tạo thành một cái kịch bản. À, một cái kịch bản thì nó là một logic cảm nhận được từ người sử dụng. Ví dụ như bây giờ tôi rút tiền đầu tiên là tôi phải đăng nhập vô đó, thì tôi phải nhập cái số pin, rồi tôi đó tôi nhập số tiền, rồi tôi nhập cái số tài khoản của cái người mà tôi chuyển tiền, đúng không? À, tôi xin lỗi, nhập mình rút tiền thôi mà đúng không, rút tiền thì mình không có nhập cái số tiền của người mình chuyển. À, mình nhập cái số tiền vô để mình rút, thì sau khi mình rút xong cái hệ thống nó thông báo là đã trừ tiền trong tài khoản của mình thông qua điện thoại tin gì đó ha, tiền trong tài khoản bị trừ gì đó, và sau đó nó xuất ra cái biên lai như vậy, thì một dọc các cái mô tả như vậy, một dọc các cái chức năng như vậy, thì chúng ta thấy nó là một cái logic cảm nhận được từ người sử dụng ha, là cái hệ thống nó có hoạt động, nó có chạy ha, thì đó là chúng ta thấy nó là cái mục đích của trường hợp sử dụng. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái trường hợp sử dụng thì được gom lại trong cái sơ đồ UK ha. Thì ở đây chúng ta có là mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng, tức là các cái UK mà mình tương tác lẫn nhau đó. Tiếp theo là giữa các cái actor lẫn nhau. Như vậy thì giữa các cái actor thì chúng ta thấy nó có mối quan hệ gì? Giữa các cái UK thì nó có mối quan hệ gì? Thì khi mà mình biểu diễn được tất cả các cái mối quan hệ, cũng như mình liệt kê ra hết được các cái UK, các actor, thì các anh chị sẽ thấy được đó là cái mô hình tổng quan của cái trường hợp sử dụng. Mình thấy là cái trường hợp sử dụng cái hệ thống mình nó có những cái chức năng gì, ở trong đó cái chức năng này nó có dây mơ rễ má gì với nhau, nó có liên quan gì với nhau, thì chúng ta sẽ thấy được một cách tổng quan. Rồi bây giờ tôi sẽ dành cho các anh chị khoảng 5 phút ha, để chúng ta nhìn vào cái cú pháp để mình xây dựng cái mô hình. Đây là cái cú pháp để mình xây dựng cái mô hình UK. Các anh chị nhìn kỹ giúp tôi ha, tại vì cái này nó đơn giản, nó không có gì phức tạp hết, nhưng mà nếu mình vẽ không đúng cú pháp thì khi nó khó cho mình, tại vì người ta đọc vô cái mô hình ta không hiểu mình muốn nói gì.
Rồi bây giờ khi mà các anh chị nhìn vô cái ký hiệu này ha, để tôi giải thích các ký hiệu này sơ qua cái. Thì đầu tiên ở đây chúng ta có tác nhân. Tác nhân của mình đó, nếu là người thì chúng ta sẽ có cái hình hình nhân này, cái hình người này ha. Thì trong mô hình thì chúng ta giả cái tác nhân này luôn. Thì phía dưới cái tác nhân đó, nó sẽ có cái tên của tác nhân, ví dụ như là giáo viên, hay là của sinh viên, hay là của người bán hàng, hay là của nhân viên gì đó. Thì chúng ta muốn người nào sử dụng tương tác với cái hệ thống của mình đó thì mình đưa vào. Tiếp theo, nếu như actor không phải là người đó thì mình để cái hình chữ nhật nha. Thì trong cái hình chữ nhật đó mình để cái chữ actor bên trong. Thì nếu như tác nhân không phải là người của mình đó thì có thể là mình có cái robot nè, mình có cái hệ thống khác tương tác với mình ha. Rồi. Tiếp theo là trường hợp sử dụng, thì trường hợp sử dụng nó là cái chức năng nha. Tức là cái chức năng hoặc là cái thao tác gì đó thì mình để nó trong cái hình oval. Thì ở đây chúng ta thấy là cái hình oval này mình muốn để bên trong cái chữ gì đó thì mình phải để động từ. Tôi lưu ý ha, trường hợp sử dụng của mình phải là động từ, chứ mình để danh từ là mình sử dụng không được. Rồi. Tiếp theo chúng ta có cái mũi tên dài này, mũi tên dài này ha. Hoặc là cái đường thẳng liền nét. Thì hai cái này chúng ta sử dụng cái thôi. Thì tôi chỉ khuyên các anh chị là chúng ta chỉ sử dụng cái đường thẳng liền nét này thôi, đừng có sử dụng mũi tên dài này. Để chúng ta thống nhất luôn. Rồi. Như vậy thì cái đường liền nét này chủ yếu là để chúng ta thể hiện mối quan hệ giữa tác nhân với user khác. Rồi tiếp theo là chúng ta có cái đường thẳng đứt nét, một cái mũi tên đứt nét chứ. Đây cái mũi tên đứt nét ha. Ở trên thì tôi yêu cầu các anh chị chúng ta chỉ sử dụng cái đường thẳng liền nét này thôi để chúng ta phân biệt với cái mũi tên đứt nét. Ở trên ví dụ như chúng ta sử dụng cái mũi tên, ở dưới chúng ta cũng sử dụng mũi tên, nó chúng ta hay khó phân biệt ha. Cũng là mũi tên. Ở đây chúng ta tách luôn một đường thẳng, ở đây là một cái mũi tên. Mũi tên đứt nét thì để biểu diễn mối quan hệ giữa các trường hợp sử dụng. Trường hợp sử dụng là hai cái hình oval này nè, hai cái hình oval này muốn nối được với nhau thì nó phải có cái đường mũi tên đứt nét ha. Còn giữa cái tác nhân này với cái hình oval này thì chúng ta muốn sử dụng được nó đó thì chúng ta phải sử dụng cái đường thẳng, cái đường thẳng liền nét ha. Rồi cái đường biên của hệ thống thì cũng giống như khi mà chúng ta vẽ mô hình giống như bức tranh nha các anh chị, thì chúng ta phải có cái đường để chúng ta đóng khung lại, đó là cái đường biên của hệ thống ha. Rồi, bây giờ mình định nghĩa actor là cái gì? Actor nó là một cái người sử dụng hoặc một cái hệ thống khác tương tác với một cái hệ thống đang xét. Các actor luôn là các cái thực thể bên ngoài hệ thống. Rồi, như vậy thì ở đây các actor của mình chúng ta sẽ xác định nó bằng cách là chúng ta đặt câu hỏi. Ai sẽ là người dùng hệ thống để nhập thông tin? Ai sẽ là người dùng hệ thống để nhận thông tin? Này. Như vậy thì rõ ràng là actor của mình là người có tương tác với hệ thống, là người để chúng ta cung cấp thông tin và cái người mà để chúng ta sử dụng cái thông tin từ trong cái hệ thống của mình ha. Thì một trong hai cái trường hai người này thì chúng ta cũng đã xác định được actor rồi. Ví dụ như có những cái hệ thống mà chỉ có một người ta nhập thông tin vào thôi ha. Có thể là robot hoặc có thể là các cái sensor của mình cũng vẫn gọi là tác nhân. Sensor của mình chủ yếu là cung cấp dữ liệu thôi, đó là nhập thông tin ha. Rồi sử dụng thông tin đó thì có thể là khách hàng nè, có thể là giáo viên trong hệ thống, hoặc là có thể là nhân viên, có thể là kế toán, vân tùy cái hệ thống của mình là chúng ta đang xây dựng cái hệ thống gì thôi. Rồi tiếp theo là cái hệ thống nào tương tác với cái hệ thống này, tức là cái hệ thống con có tương tác với cái hệ thống này hay không ha. Rồi như vậy thì đây là ba cách để chúng ta xác định actor. Thông thường actor của mình nó là người ha. Tuy nhiên là chúng ta có actor của mình có thể là robot hoặc là hệ thống tương tác tác khác gì đó trong một số trường hợp cá biệt. Rồi ở đây chúng ta ký hiệu actor của mình nó là cái hình nhân như lúc nãy tôi nói đó. Thì phía dưới chúng ta để cái tên của cái tác nhân này. Chúng ta để tên tiếng Việt cũng được nữa. Chúng ta để tên tiếng Anh cũng không sao. Chúng ta để tên viết tắt thì cũng không có vấn đề gì. Chủ yếu là chúng ta actor thì chữ cái đầu tiên chúng ta viết qua thôi. Không có vấn đề gì hết ha. Rồi thì cái này nó tương đối dễ. Tiếp theo là chúng ta có UK. UK của mình nó là biểu diễn cho một hành động được thực hiện bởi hệ thống và cho ra kết quả mà một actor nào đó có thể quan sát được. Thì có nghĩa là một cái UK của mình nó biểu diễn cho một chức năng hay là một cái hành động hay là một cái tương tác nào đó mà nó phải là động từ hả các anh chị? Ở đây UK mà các anh chị nào để nó là danh từ thì không chấp nhận được ha. UK của mình nó phải là động từ, nó biểu diễn cho một cái hành động nào đó. Rồi, để xác định được UK đó thì cũng giống như tương tự như actor thôi. Mình muốn xác định UK thì mình chỉ cần trả lời câu hỏi là
người actor đó tương tác trong cái hệ thống thì người ta sẽ làm được cái chuyện gì trên cái hệ thống. Đúng không? Ví dụ như bây giờ mình nói mình liệt kê ra cái actor là sinh viên khi mà tương tác với cái hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông. Như vậy thì học sinh, tại vì mình nói là trường trung học phổ thông mà. Như vậy thì học sinh của mình khi mà chúng ta tương tác với cái hệ thống quản lý điểm trường trung học phổ thông thì bây giờ học sinh của mình thì chúng ta có thể là xem điểm nè, chúng ta có thể in điểm nè, vân vân ha. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ xem xét coi các cái tương tác của một actor đối với một cái hệ thống, một cái yêu cầu của hệ thống ha. Rồi tiếp theo là tập các cái UK là phải mô tả toàn bộ các cái yêu cầu chức năng của hệ thống. Thì cái câu này chúng ta thấy là nó cũng tương đối là nói dễ thì nó cũng phải dễ, mà nói khó nó cũng phải khó ha. Như vậy thì tập các UK phải mô tả toàn bộ các yêu cầu chức năng của hệ thống. Đây. Như vậy thì bây giờ mình mô tả như thế nào là không biết. Có bao nhiêu actor đó không biết, mỗi actor có bao nhiêu UK đó không biết, nhưng mà tập hợp tất cả các cái actor, các cái UK của mình nó phải mô tả được hết các trường hợp sử dụng của hệ thống. Rồi đối với mỗi actor đó thì chúng ta ngoài việc mà chúng ta xác định là những cái công việc trực tiếp ta làm đó thì chúng ta phải xác định được các cái ý định nghề nghiệp của người ta nữa. Tại vì nhiều khi mà mình làm, mình xây dựng một cái hệ thống đó các anh chị, đâu phải là lúc nào mình cũng phải mình biết được hết nhiệm vụ của người ta làm gì đâu. Nhiều khi người ta mô tả với mình, khách hàng ta nói với mình, nhiều khi người ta nói không hết nữa. Như vậy thì mình là người phát triển tinh học thì mình phải đào sâu được cái tác dụng của người ta, cái nghiệp vụ của người ta. Ví dụ như học sinh, giáo viên thì nhập điểm, hoặc là chúng ta có thể là xem xét xuất thông tin, kết xuất gì đó ha. Có thể là xem quản lý bảng lương vân vân. Đối với hệ thống, ví dụ như hệ thống quản lý trà sữa thì bây giờ khách hàng người ta đặt hàng, đúng không? Nhân viên người ta có thể order, rồi người ta có thể xử lý các cái đơn hàng, người ta chuyển cho shipper, và thì mình nghĩ ra các cái ý định nghề nghiệp của người ta để mình xây dựng cái hệ thống cho nó đầy đủ. Rồi, như vậy thì để ký hiệu các UK đó các anh chị, chúng ta sử dụng cái hình oval ha. Rồi, cái hình oval này tôi khuyên các anh chị chúng ta để thẳng cái tên của UK vào trong cái hình oval luôn. Nhiều khi mình để ngoài mình vẽ nhiều cái UK quá mà cuối cùng mình không biết cái UK đó tên là gì luôn. Đấy. Cho nên là tôi khuyên các anh chị là chúng ta để trực tiếp cái tên của cái UK đó vào trong cái hình oval luôn ha. Chỉ sử dụng cái hình oval thôi, mấy cái hình kia khỏi khỏi xài cũng được ha, để khỏi rối, nó cũng như chỉ sử dụng cái hình oval này thôi. Rồi tiếp theo, tôi nói xong cái phần này rồi chúng ta nghỉ giải lao một chút các anh chị, tại vì mình học online nhiều khi tôi nói liên tục quá các anh chị cũng khó theo dõi, cho nên tôi nói xong cái phần này chúng ta nghỉ một chút xíu. Rồi. Như vậy thì trong cái sơ đồ UK đó thì chúng ta có mối quan hệ. Ở đây là chúng ta có mối quan hệ include giữa các UK ha. Include giữa các UK với nhau. Như vậy thì trường hợp A được coi là bao hàm trường hợp sử dụng B. Nếu hành vi mô tả của A bao hàm hành vi mô tả của B. Thì cái câu này đó mình đọc mình phải xác định cho kỹ. Ở đây ví dụ như rút tiền với xác nhận thẻ. Như vậy thì mình xem cái trường hợp rút tiền là nó phải bao gồm cái trường hợp xác nhận thẻ. Như vậy thì trường hợp xác nhận thẻ nó là một phần của rút tiền. Bây giờ muốn rút tiền được thì phải xác nhận thẻ. Tức là khi mình phải vô được chức năng rút tiền thì mình phải xác nhận thẻ ha. Đấy. Rồi. Như vậy thì tôi lấy một cái ví dụ. Giả sử như ha, giả sử như chúng ta có cái chức năng là rút tiền với cái chức năng là nhập số tiền. Ở đây giờ nhập số tiền ha. UK của mình nó phải là động từ hết anh chị. Chúng ta để danh từ là sai đó. Cho nên chúng ta nhập số tiền nè. Đấy. Như vậy thì nhập số tiền nó có phải là một phần của rút tiền không? Đúng như vậy, đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có mũi tên đứt nét. Mũi tên đứt nét ha, biểu diễn mối quan hệ giữa các chúng ta. Và ở đây là mối quan hệ include. Include có nghĩa là bắt buộc. Bắt buộc có nghĩa là phải làm đồng thời. Như vậy thì bây giờ rút tiền, mình include xác nhận thẻ và mình include nhập số tiền là hai trường hợp này nè, là bắt buộc phải làm trong cái chức năng rút tiền. Đúng không ạ? Rồi, bây giờ trong cái trường hợp mà nhập số tiền vô thì chúng ta thấy là xác ngoài cái chuyện xác nhận thẻ, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ chúng ta có một cái UK nữa. Đó là cái UK là xác nhận số tiền, xác nhận số dư, xác nhận là kiểm tra số dư chứ, tôi xin lỗi. Để làm rõ hơn đó, thì bây giờ ở đây chúng ta sẽ có cái trường hợp là chúng ta kiểm tra số dư. Ừ.
Này, chúng ta kiểm tra số dư ha. Tôi này chúng ta có kiểm tra số dư nè. Rồi, như vậy thì kiểm tra số dư làm chi vậy? Khi mình bây giờ mình rút tiền vô thì mình nhập số tiền vô thì cái chuyện mà mình phải kiểm tra cái số dư của mình cái nó còn hợp lệ hay không chứ. Ví dụ như bây giờ trong cái tài khoản của tôi có 2 triệu mà bây giờ tôi nhập vô tôi muốn rút 3 triệu. Tôi nhập số tiền vô 3 triệu mà cái hệ thống nó không kiểm tra sao được. Đúng không? Như vậy thì nó phải kiểm tra được cái số dư của tôi là có trong cái thẻ nó có hợp lệ hay không. Như vậy thì rút tiền nó bao gồm cái trường hợp là kiểm tra số dư luôn. Đấy. Nó phải in luôn luôn kiểm tra số dư. À, chúng ta thấy là với một chức năng thì cái người lập trình đó, thì người ta phải kiểm tra được các yêu cầu này. Như vậy thì nó phải kiểm tra được trường hợp là có nhập số tiền hay không, có kiểm tra được số dư hợp lệ hay không, có xác nhận được thẻ hay không. Thì ba trường hợp này là ba trường hợp tiên quyết để chúng ta coi chúng ta rút tiền tiền hay không, và ba trường hợp này phải thực hiện đồng thời. Như vậy thì các anh chị hiểu được cái quan hệ inload chưa? Inload đây là một cái chức năng cha nè. Chức năng này là chức năng cha nè, nằm ở cái gốc của mũi tên ha. Rồi, những chức năng con bắt buộc phải làm thì nó nằm ở cái ngọn mũi tên. Được không ạ? Rồi, như vậy thì mình nắm được cái này rồi ha. Tại vì sau này khi mà mình xây dựng cái hệ thống nó lớn á, bắt đầu mình sẽ có nhiều cái new khai, bắt đầu lúc đó mình rối. Ha. Rồi, nếu như các anh chị đã nắm được cái chỗ này rồi ha, thì bây giờ mình giải lao khoảng 15 phút đi ha. Tới bây giờ là 7:45. Thì tới 8 giờ mình sẽ vào học tiếp các anh chị ha. Rồi. Rồi tôi bắt đầu tiếp các anh chị. Thì đối với cái sơ đồ UK đó, thì mối quan hệ giữa các UK thì lúc nãy tôi có nói gì, cái quan hệ là include là quan hệ bao gồm ha. Như vậy thì mình hiểu bao gồm có nghĩa là bắt buộc đấy, tức là muốn làm chức năng rút tiền là bắt buộc là tôi phải xác nhận được cái thẻ tôi mới rút được tiền ha. Như vậy thì bây giờ mình trở lại cái trường hợp là bây giờ mình đăng nhập, bây giờ tôi lấy một cái ví dụ nữa ha, tôi có cái chức năng đăng nhập. Yeah. Như vậy thì trong cái chức năng đăng nhập này thì tôi có hai cái chức năng con, đó là tôi nhập username ha, bắt buộc phải để bằng động từ hết anh chị, nên tôi nhập username nè. Rồi tiếp hai là tôi nhập password, ha, tức là nhập mật khẩu đó. Thì chúng ta thấy là muốn đăng nhập được thì tôi phải làm được hai cái chuyện này, tức là vô chức năng đăng nhập rồi đó, thì tôi mới bắt buộc tôi phải làm hai cái chức năng này để tôi mới đăng nhập được. Như vậy thì rõ ràng là nhập username với nhập password ha, nhập password là hai trường hợp con bắt buộc của cái trường hợp đăng nhập. Được không? Rồi, như vậy thì chúng ta chú ý là với một cái chức năng vậy thì chúng ta cố gắng chúng ta tìm cái chức năng con nó bao gồm cái chức năng nào ở bên trong. Được không? Rồi, như vậy thì đó là chức năng include ha. Tiếp theo là mình có cái chức năng là extend, mở rộng. Như vậy thì mở rộng, trường hợp mở rộng này có nghĩa là sao? Có nghĩa là làm hoặc không làm đều được. Tại vì extend mà mở rộng mà tôi có thể mở rộng hoặc không. Nè, là trường hợp này là trường hợp optional ha. Như vậy thì ở đây, nếu trường hợp sử dụng B có thể được mở rộng từ trường hợp sử dụng A thì người ta nói là A mở rộng B. Bây giờ chúng ta coi cái ví dụ này ha. Ở đây chúng ta có ví dụ. Bây giờ tôi cho một cái ví dụ. Rồi, bây giờ cái trường hợp là rút tiền từ cái ATM đó các anh chị. Bây giờ mình có chức năng là rút tiền. Đây. Và mình có cái chức năng là in biên lai. Rồi. Bây giờ rút tiền với in biên lai, bây giờ tôi rút tiền tôi có thể là tôi không in biên lai cũng được, đúng không? Đâu có ai bắt buộc là tôi phải in biên lai đâu. Nên như vậy thì trường hợp in biên lai là cái trường hợp mở rộng của trường hợp rút tiền ha. Rút tiền xong tôi không in biên lai cũng được. Như vậy thì khi mà chúng ta mở rộng đó thì chúng ta phải đi từ chức năng phụ vào chức năng chính. Chúng ta có cái này là extend. Nó quan hệ này là extend ha. Tại vì cú pháp của nó là phải như vậy nè, extend. Này. Này, nó phải có hai cái dấu đóng lại. Rút tiền với in biên lai, thì in biên lai là trường hợp mở rộng của rút tiền. Này.
Bây giờ tôi có một cái ví dụ nữa ha. Bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ như là bây giờ tôi lấy một cái ví dụ như là bây giờ chúng ta có cái thảo khóa biểu ha. Bây giờ sinh viên lên xem thảo khóa biểu, xem thảo khóa biểu nè. Đây. Xem thảo khóa biểu với cái việc in thảo khóa biểu. In thảo khóa biểu ha. Như vậy thì chúng ta thấy là lên xem rồi thôi, khỏi in cũng được, đâu có ai bắt mình buộc mình in. Như vậy thì cái trường hợp là in thảo khóa biểu là trường hợp mở rộng của xem. Tại vì xem xong rồi tôi thích mở rộng ra tôi in nữa thì tôi in. Còn không in thì thôi. Như vậy thì trường hợp này là mình có extend ha. Đây là trường hợp extend. Đấy. Rồi. Như vậy thì trường hợp extend có nghĩa là làm hoặc không làm gì thì tùy, không ai bắt buộc ha. Còn trường hợp include là bắt buộc. Rồi. Như vậy thì chúng ta rõ hai trường hợp extend với include rồi ha anh chị. Rồi, bây giờ mình sang cái trường hợp thứ ba, đó là mối quan hệ tổng quát quá. Như vậy thì đối với quan hệ tổng quát quá đó, thì mình sẽ có cái mũi tên rỗng đầu ha, cái mũi tên rỗng đầu. Rồi, ví dụ như đây là mình nạp tiền vào tài khoản, thì ở đây mình có thể nạp bằng set, mình có thể nạp bằng tiền mặt. Như vậy thì đây là hai trường hợp của nạp tiền vào tài khoản. Đó. Hoặc là bây giờ mình nói cái trường hợp thứ ba là mình chuyển khoản cũng được vậy. Ví dụ như là bố mẹ của mình chuyển tiền cho mình, đúng không? Như vậy thì chuyển khoản cũng là một cái hình thức nạp tiền vào tài khoản vậy, đúng không? Như vậy thì người ta chuyển vào cho mình, tức là người ta đã nạp tiền vào cho mình rồi. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có chuyển khoản. Nó là một cái trường hợp tổng quát quá của trường hợp nạp tiền vào tài khoản. Rồi. Như vậy thì mình thấy là nạp tiền vào tài khoản thì mình sẽ có ba cái trường hợp con. Như vậy thì ba cái trường hợp con này bắt buộc phải có một trường hợp con được thực hiện. Đấy. Như vậy thì nạp tiền vào tài khoản mình không thể nào mình nói không còn nào thực hiện ở đây được. Đây thì không được, ít nhất phải có một trường hợp là phải nạp tiền vào tài khoản. Rồi, như vậy thì để phân biệt giữa cái tổng quát quá nè, cái UK, cái extend với cái include đó, thì bây giờ mình thấy nè, cái include là bắt buộc phải làm này, đúng không? Cái extend là có thể làm hoặc không, hay không làm luôn cũng được nữa. À, rồi cái trường hợp thứ ba là trường hợp tổng quát quá. Tổng quát quá là phải làm một trong ít nhất những cái trường hợp này, có nghĩa là không bắt buộc phải làm hết mà cũng không thể nào nói là không làm hết được, do bắt buộc phải làm một trong các trường hợp này. À, đó là ba cái để mình phân biệt. Rồi tôi lấy một cái ví dụ nữa để chúng ta thấy cái quan hệ tổng quát quá này. Ví dụ như bây giờ tôi có cái trường hợp là tôi trả tiền thanh toán, mình nói cái từ mà nó qua Mỹ hơn, khi mà mình tham gia vào các cái thương mại điện tử thì nó có sử dụng là trả tiền, tức là mình thanh toán. Như vậy thì thanh toán ở đây chúng ta có rất nhiều hình thức thanh toán, ví dụ như là chúng ta thanh toán bằng tiền mặt, tức là đưa tiền mặt trực tiếp, tiền trao cháo múc ha. Như vậy thì ở đây chúng ta để là thanh toán bằng tiền mặt ha, phải là động từ mới được, thanh toán bằng tiền mặt. Rồi như vậy thì trường hợp thanh toán bằng tiền mặt nó là trường hợp tổng quát quá của trả tiền, tại vì ngoài thanh toán bằng tiền mặt tôi có thể thanh toán bằng bằng thẻ, TT là thanh toán đó, thì ở đây chúng ta có thể thanh toán bằng thẻ thì nó cũng là một trường hợp tổng quát của trả tiền. Rồi hoặc là ở đây mình sẽ có cái trường hợp gì thì mình có thể là sau này mình mở rộng hơn thì mình có thể trả bằng Bitcoin, hay là mình có thể trả bằng tiền xu, trả bằng cái gì đó ha, tiền tiền số đấy, ha. Ví dụ như ở đây là trả bằng kho, bằng tiền số. Thì sau này nếu như có cái hệ thống mà nó cho phép trả con thì mình sẽ trả con. Vậy thì đó là cái trường hợp tổng quát quá của hình thức trả tiền, hình dung chưa ạ? Rồi hoặc là ví dụ như bây giờ chúng ta có đăng nhập thì có thể là đăng nhập bằng dấu vân tay, đăng nhập bằng sinh trắc học, chúng ta đăng nhập bằng thẻ từ, chúng ta có thể đăng nhập bằng cách nhập mật khẩu truyền thống. Nhưng như vậy thì các cái trường hợp đó chúng ta bắt buộc phải làm một trong những trường hợp đó chúng ta đăng nhập, chúng ta gọi là tổng quát quá được ha. Như vậy thì tổng quát quá đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là một trong các trường hợp này có thể được thực hiện, thì chúng ta gọi là trường hợp tổng quát quá. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ sang cái phần quan điểm mô tả các UK anh chị. Như vậy thì mỗi một cái UK nó được mô tả bằng một cái định nghĩa tổng quát và một cái kịch bản, thì chúng ta gọi nó là UK. Một trường hợp sử dụng có thể có một trong nhiều sơ đồ UK ha. Thì trường hợp này mình thấy là ví dụ như bây giờ mình nói một trường hợp sử dụng, một trường hợp sử dụng giả sử như tôi nói là đăng nhập nha,
Như vậy thì chúng ta thấy là đăng nhập trong cái hệ thống nào ai cũng đăng nhập hết, như vậy thì đăng nhập nó sẽ xuất hiện nhiều lần, đúng không? Như vậy thì ở đây là chúng ta thấy là một UK nè có thể có mặt trong nhiều sơ đồ UK ha, tức là một trường hợp sử dụng có thể có nhiều trong sơ đồ UK để đăng nhập chỗ nào cũng có, cho nên là chúng ta cũng không có ngại gì để chúng ta lặp lại ha. Đây, không có ai quy định là một UK chỉ xuất hiện một lần á, nó có thể xuất hiện nhiều lần mà chúng ta có thể sử dụng chung cũng được. Đấy. Ở đây có hai quan điểm để chúng ta biểu diễn cái mô tả cái sơ đồ UK. Thứ nhất là chúng ta thực hiện một cái sơ đồ UK cho một tác nhân. Thực hiện một sơ đồ UK cho một tác nhân. Và chúng ta thực hiện một sơ đồ UK cho nhiều tác nhân. Này, bây giờ ở đây là hai cách này, cách nào làm cũng được hết. Ví dụ giả sử như bây giờ mình muốn rõ hơn, bây giờ một tác nhân tu tách thành một cái mô hình riêng. Ví dụ như là bây giờ mình làm một cái hệ thống bán trà sữa, như vậy thì tôi tách ra nhân viên làm những công việc gì, tôi tách riêng ra một cái sơ đồ, chủ làm một cái tác nhân gì đó ha, tính toán lương cho nhân viên, rồi sắp thời khóa biểu hay là sắp lịch trực của nhân viên gì đó ha, rồi xem thống kê gì đó, tôi liệt kê ra thành một cái sơ đồ riêng, rồi khách hàng tôi liệt kê ra một cái sơ đồ riêng. Và tôi khuyến khích các anh chị khi mà chúng ta làm bài tập á, bài tập bài báo cáo đó, thì chúng ta nên mỗi một actor như vậy, mỗi một tác nhân chúng ta tách riêng ra ha, chúng ta xây dựng cái sơ đồ UK cho từng tác nhân để chúng ta thấy nó rõ hơn chứ không có gì. Rồi tiếp theo là chúng ta thực hiện một cái sơ đồ UK cho nhiều tác nhân, thì cái trường hợp này chúng ta thấy là khi mà chúng ta kết hợp nhiều tác nhân trong cùng một sơ đồ thì thấy nó rõ hơn, chúng ta thấy được một bức tranh tổng quát là giữa các cái actor này nó có liên quan gì với nhau, nó có gì mơ rễ ná gì với nhau. Tôi lấy ví dụ như bây giờ là nhân viên bán trà sữa, trong cái hệ thống bán trà sữa chẳng hạn, nhà mình có một cái hệ thống đi, mình nói trà sữa cho nó quen, với thật ra chúng ta thấy là bất cứ một cái cửa hàng, ví dụ như là thấy Coffee Highland nè, là chúng ta có cái coffee, những cái tiệm coffee lớn ha, những cái nói chung là cái tiệm coffee nào cũng vậy, nó cũng có cái hệ thống tin học của nó trơn. Rồi như vậy thì bây giờ giả sử nhân viên của mình thu tiền ha, thì khi mà thu tiền vô thì sẽ có những cái hóa đơn và sẽ có tổng số tiền. Như vậy thì cuối ngày thì ông cái anh chủ hoặc là cái ông kế toán đó muốn xem được cái danh sách khách hàng và danh sách những cái hóa đơn, thì bắt buộc là nhân viên của mình lập hóa đơn cho khách, rồi cái ông chủ muốn xem danh sách hóa đơn, thì rõ ràng chúng ta thấy là nó có mối liên hệ, nó có tương tác với nhau giữa các actor, đúng không? Đấy, một ông phải lập ra cái hóa đơn thì ông mới có cái danh sách hóa đơn cho cái ông kia coi chứ. Như vậy thì chúng ta thấy là giữa các cái actor thì có mối quan hệ với nhau. Như vậy thì nếu như mình làm cách một, mình thực hiện mỗi một tác nhân làm sơ đồ UK thì mình không thể hiện được cái chuyện đó. À, như vậy thì cái cách số 2 nè, mình kết hợp nhiều actor vào trong cùng một mô hình thì mình sẽ thấy được rõ cái chuyện đó. Nhưng mà khi kết hợp vậy thì chúng ta thấy nó rối. Đúng không? Rất rối. Nó rất rối. Chúng ta thấy nó rất cực kỳ rối cho cái chuyện đó. Đấy, chúng ta nên cân nhắc tùy vào cái trường hợp. Nếu như mà bây giờ mình thấy là cái sơ đồ của mình nó có nhiều UK quá, nó có nhiều tác nhân quá, thì mình nên tách riêng ra. Còn nếu như cái hệ thống của mình nó gọn quá, đơn giản quá, nó có ít cái chức năng, thì chúng ta nên kết hợp lại nhiều actor chung một mô hình để chúng ta thấy nó như nhau, để chúng ta thấy được cái bức tranh tổng quát giữa các cái mối tương tác giữa các cái UK với các cái tác nhân ha. Rồi, ở đây là tôi có một ví dụ. Ví dụ ở đây là UK diagram, là một cái biểu đồ mà biểu diễn các cái UK và các cái actor. Ở đây giả sử như tôi có cái actor số 1 và các anh chị actor số 2 ha. Thì giữa các actor số 1 và actor số 2 chúng ta sẽ có cái actor chung này, actor UK là số 2 chung. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là nếu mà các cái actor của mình nó có ít UK đó thì mình nên để chung ha, để chung chi. Nhưng thấy được mối quan hệ giữa các cái tác nhân với nhau thì nó có chung cái UK nào, và những cái UK này nó có thể tương tác qua lại với nhau giữa các actor. Của các actor thì chúng ta thấy nó có bức tranh tổng quát hơn. Còn nếu như mà một actor của mình mà nó có tới mấy cái UK, mà actor số 2 cũng mười mấy cái UK, mà hai cái actor đó để chung với nhau thì cái mô hình của mình nó rối liền, đúng không? Do đó thì cũng tùy, nếu như cái mô hình của mình nó có nhiều actor, nhiều UK thì mình tách riêng ra. Như vậy thì sau khi chúng ta xác định các cái UK đó thì chúng ta cần phải mô tả cái UK này. Rồi bây giờ để mô tả cái UK đó thì chúng ta sẽ có kịch bản. Thì ở đây mình sẽ có cái khái niệm về kịch bản đó các anh chị. Thì kịch bản của mình ở đây là cái gì? Nó là một chuỗi liên tiếp các sự kiện từ cái điểm bắt đầu cho đến cái quá trình chúng ta kết thúc nha. Ví dụ như một cái kịch bản thường của mình đó, ở đây các anh chị chúng ta thấy trên cái slide của tôi đó, thì ở đây chúng ta có cái đường màu đen ha, cái bắt đầu là cái chỗ này ha, bắt đầu là cái chấm màu đen này,
Như vậy thì kết thúc của mình cũng là một cái chấm màu đen luôn nha. Như vậy thì giữa các cái hai cái điểm đầu và điểm kết thúc đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều các cái điểm ở giữa. Thì các cái điểm ở giữa đây là các cái chuỗi sự kiện ha. Ví dụ tôi lấy cái ví dụ như rút tiền. Như vậy thì đầu tiên là mình đưa thẻ vào ha. Tôi lấy cái ví dụ đầu cái chức năng rút tiền ha, chúng ta đưa thẻ vào. Thì đầu tiên đưa thẻ vào đây là cái sự kiện mà chúng ta khởi động cái máy ATM lên. Rồi, cái việc kết thúc là chúng ta rút cái biên lai ra, tức là chúng ta in cái biên lai. Này chúng ta in cái biên lai ra. Đây. Rồi. Như vậy thì từ lúc mà đưa thẻ đến lúc in biên lai đó thì chúng ta sẽ có rất nhiều quá trình ở giữa. Tôi lấy ví dụ như bây giờ đưa thẻ vô thì chúng ta sẽ nhập số pin. Đây. Nhập số pin vô, tiếp theo nó kiểm tra số pin ha, rồi nó kiểm tra số tiền. Rồi chúng ta nhập số tiền vô. Rồi chúng ta rút. Rồi nó sẽ kiểm tra cái số tiền của mình có hợp lý hay không. Rồi sau khi nó kiểm tra số tiền thì mình rút ra rồi đó thì nó có thông báo qua điện thoại hay không ha. Rồi nó có trừ tiền hay không, vân vân. Như vậy thì chúng ta sẽ có tùy mình thôi, chi tiết nhiều cái chức năng ở giữa thì chúng ta sẽ có cái quá trình ở đây ha. Rồi, bây giờ trường hợp mà nhập số pin, như vậy số pin này nó sai thì sao? Nó dẫn đến kết thúc ha, hoặc là lỗi thì nó dẫn đến kết thúc luôn. Nó cũng là một cái trường hợp kết thúc ở đây. Kết thúc ở đây là chúng ta có lỗi. Rồi. Tiếp theo, chúng ta ở đây chúng ta có thể là có gì đây? Có rất nhiều trường hợp ở đây ha. Ví dụ như ở đây là khi chúng ta nhập số tiền vô thì số tiền của mình nó không hợp lệ. Số tiền của mình nó lớn hơn cái số tiền trong tài khoản mình có, hoặc là số tiền của mình ở đây nó lớn hơn cái số tiền ở trong máy của mình luôn ha. Ví dụ như máy của mình tới lúc đó nhiều người rút quá, bây giờ trong máy chỉ còn có 5 triệu thôi. Bây giờ mình rút 6 triệu thì máy cho rút hay không? Nhiều khi nó không cho rút ha. Đấy. Mình thấy là có rất nhiều điều kiện ở đây. Thì những cái điều kiện này là các kịch bản lỗi, các kịch bản không mong muốn sẽ xảy ra đó. Trong cái quá trình kiểm thử, người ta sẽ kiểm thử theo cái kịch bản này. Rồi. Bây giờ một cái UK của mình đó, thì nó sẽ có cái phần mô tả. Thì cái phần mô tả của mình nó là cái gì? Nó có cái phần định danh. Nó bao gồm tiêu đề, nè, tóm tắt, nè, ngày tạo, rồi ngày sửa, rồi phiên bản, rồi actor, rồi người chịu trách nhiệm, vân vân. Như vậy thì các cái này nó là các cái phần mô tả của cái phần định danh ha. Phần mô tả của cái phần định danh. Rồi tiếp theo đó là cái mô tả chi tiết của các cái kịch bản. Như vậy thì nó có cái phần mô tả kịch bản thường, kịch bản lỗi ha, các cái điều kiện trường hợp lỗi và các cái điều kiện tiên quyết cũng như các cái điều kiện theo sau. Như vậy thì mô tả kịch bản này đó thì chúng ta thấy là chúng ta mô tả cái chút xíu nữa tôi sẽ cho các anh chị thấy cái phần một cái ví dụ về mô tả kịch bản thường ha. Rồi cũng có các kịch bản lỗi luôn. Thì cái này là mình mô tả thôi. Mà mô tả thì chúng ta viết ra giấy. À, mình vẽ mô hình thì mình cũng phải mô hình nhiều khi mình cũng phải làm cho nó rõ hơn bằng cách là chúng ta sẽ mô tả nó trên giấy để trường hợp là người ta đọc hoặc ta không hiểu mô hình thì chúng ta cũng có giấy để người ta đọc, đúng không? Đây, là tiếp theo đó là giao diện người máy. Giao diện người máy thì cái phần này là tùy chọn thôi các anh chị. Tùy chọn có thể mình không làm, mình có thể làm thêm để mình biết. Tức là cái ràng buộc về giao diện thì giao diện phải rõ. Rồi phải có đồ họa bố trí mà nó không nhàm chán, nó không nghi rối mắt vân vân. Thì đó là các cái yêu cầu về giao diện. Tiếp theo là chúng ta có cái yêu cầu rằng một khung chức năng. Ví dụ như đối với cái máy ATM của mình thì thời gian chờ đợi của mình nó không quá 2 giây chẳng hạn. Ví dụ như người này ra rồi người rút tiền xong rồi tới người kia vô thì cái máy của mình nó phải tự động nó khởi động lại trong trường hợp 2 giây để nó set up lại một cái phiên làm việc mới. Hoặc là khi mà mình rút tiền đó, mình nhập số tiền giờ thì cái máy của mình nó phải kiểm tra số tiền gì đó thì cái thời gian kiểm tra nó ví dụ như không quá 5 giây chẳng hạn. Chứ bây giờ nhập số tiền vô rồi cái máy nó kiểm tra nửa ngày trời ai mà ngồi đó đợi, đúng không? Đấy, thì chúng ta thấy đó là các cái yêu cầu về khung chức năng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ về hệ thống ATM ha. Thì trong cái ví dụ về cái hệ thống ATM đó thì ở đây chúng ta thấy ở đây là cái phần mô tả. Giả sử như khách hàng của mình người ta mô tả cái ATM của mình là như thế này. Thứ nhất là cái hệ thống ATM nó sẽ cho các cái dịch vụ sau, ví dụ như nó phân phát tiền cho người có thể tín dụng nè, rồi nó có người khách hàng người ta có thể xem số dư nè, nạp tiền vào tài khoản nè, rồi chúng ta có thể là tất cả các giao dịch nó được bảo mật, rồi thỉnh thoảng chúng ta cần phải nạp lại cái máy ATM. Như vậy thì đây là cái yêu cầu cơ bản mà một khách hàng người ta yêu cầu một cái máy ATM người ta phải có. Rồi bây giờ mình xây dựng một cái hệ thống tin học, một cái hệ thống thông tin mà nó liên quan đến cái ATM này. Thứ nhất là chúng ta phải xác định các cái bước thực hiện. Rồi, thứ nhất là chúng ta phải xác định các cái actor. Rồi, các cái actor này chúng ta xem coi ai sử dụng cái ATM của mình.
Đấy, bây giờ mình xem coi, bây giờ các anh chị thử nghĩ cho tôi coi cái actor của mình có thể là ai nè. Các anh chị gõ lên khung chat cũng được, hoặc là các anh chị nói trực tiếp cũng được. Bây giờ đầu tiên cái ATM mình sử dụng ai là cái người sử dụng. Cảm thấy mình đọc lại cái phần mô tả cũng được. Đây, ai sử dụng này, người rút tiền rồi, cảm ơn anh Linh ha, khách hàng, khách hàng là người rút tiền và chính xác chúng ta có khách hàng này. Dạ. Khách hàng ở đây thì nếu mà mình chi tiết hơn đó thì khách hàng ở đây chúng ta người có thẻ à, thì chắc người có thẻ mới rút được đúng không? Này cái ATM phải có người có thẻ chứ ha. Rồi thẻ của mình có thể là thẻ ATM nè. Rồi khách hàng của mình cũng có thẻ nhưng mà không không có thẻ ATM được không? Thẻ tín dụng, vô rút cũng được, thẻ tín dụng là thẻ trả trước á, à, trả được hết trơn à, vô cũng rút được, cũng tích hợp được luôn. À, rút mà không cần thẻ luôn à. Rồi ví dụ như bây giờ mình vô cái ATM mình rút không cần thẻ, mình rút sao? Tôi trường hợp mà tôi quên quên thẻ là tôi chạy thẳng vô ngân hàng luôn, tôi lấy cái giấy chứng minh hoặc là giấy căn cước của tôi rút à. À đây này là có cái mã QR rút luôn, ok nha. Rồi như vậy thì cảm ơn anh Linh ha. Rồi bây giờ mình có thể là mình có thể là mình mở rộng thêm ra ha, tùy cái hệ thống của mình. Bây giờ chúng ta có khách hàng nè. Rồi bây giờ ở đây trong cái phần mô tả đó thì thỉnh thoảng cần nạp lại máy ATM. Như vậy thì ở đây các anh chị có thể là chúng ta đọc thêm là ha, xem số dư nạp tiền bằng tài khoản đối với khách hàng của ngân hàng có thẻ tín dụng của ngân hàng này. Khách hàng chút xíu chúng ta sẽ đọc chúng ta hiểu cái này, khách hàng của ngân hàng có thẻ tín dụng của ngân hàng này. Nhiều khi khách hàng của ngân hàng mà không có thẻ tín dụng thì cũng phải vậy, xem lại ha. Rồi thỉnh thoảng cần nạp lại máy ATM, như vậy thì ai nạp? Không thể khách hàng không thể nạp rồi ha. Như vậy thì chúng ta sẽ có nhân viên của khách hàng hoặc là cái người nạp lại máy ATM đó, bây giờ mình tạm gọi là nhân viên đi ha, hoặc là nhân viên bảo trì hay gì đó. Rồi như vậy thì bây giờ chủ yếu chính ở trong cái phần mô tả của mình thì mình sẽ có hai actor. Actor thứ nhất là khách hàng, thì tùy mình chia khách hàng bên trong có thẻ tín dụng hay là có thẻ ATM hoặc là chúng ta rút bằng QR như các anh chị nói đó. Rồi tiếp theo là chúng ta có nhân viên bảo trì là actor thứ hai. Rồi tiếp theo mình xác định các cái UK. Rồi bây giờ mình trở lại cái yêu cầu là mình xác định các cái UK ha. UK của mình nó là động từ, nó thể hiện cái mối tương tác giữa cái actor đó với cái hệ thống. Như vậy thì đầu tiên là chúng ta thấy nè, như vậy thì hệ thống này chúng ta thấy là xem số dư này đúng không? Đấy, khách hàng có thể xem số dư nè, có thể nạp tiền nè. Nạp tiền thì ở đây chúng ta có thể nạp bằng tiền mặt hoặc là nạp bằng tiền xét ha. Rồi à, ngoài ra thì chúng ta có đăng nhập nữa đúng không, phân phát tiền cho người có thẻ tín dụng mà nhờ vào đầu đọc thẻ từ và một máy phân phát tiền, thì chúng ta phải đăng nhập, chúng ta phải đọc được cái thẻ, chúng ta nhập pin gì đó ha. Như vậy thì mình nắm được sơ sơ các cái hoạt động này, tức là các cái chức năng này rồi. Rồi như vậy thì mình sẽ xác định các cái UK ha, chút xíu nữa chúng ta sẽ xem các cái UK, ví dụ như là rút tiền nè, rồi chúng ta có cái trường hợp là chúng ta xem sao kê gì đó, chúng ta sẽ để sao. Rồi tiếp theo cái bước là chúng ta xây dựng cái UK, tức là chúng ta xem các mối quan hệ giữa các UK nè, mối quan hệ giữa các actor với nhau, giữa actor với UK nữa ha. Rồi chúng ta xem xét hết các mối quan hệ này, chúng ta sẽ xây dựng được cái sơ đồ giữa UK. Rồi tiếp theo là chúng ta mô tả bằng ngôn ngữ tự nhiên các UK, chúng ta hoàn thành việc mô tả UK và cuối cùng là chúng ta tổ chức và cấu trúc lại. Rồi bây giờ ở đây chúng ta xác định các actor. Như vậy thì ở đây là chúng ta để cái ATM ha. Như vậy thì đầu tiên mà chúng ta sẽ có khách hàng, như anh chị nói đó, chúng ta có khách hàng. Rồi khách hàng ở đây người ta chia ra, đó là khách hàng người có thẻ, thì dĩ nhiên là người còn lại là người không có thẻ đúng không? Người không có thẻ thì chúng ta có thể là có thẻ ATM chứ không có thẻ tín dụng, hoặc là chúng ta rút bằng mã QR gì đó. Thì ở đây khách hàng là tổng quát, ở đây chúng ta sẽ chia nhỏ ra, trong khách hàng đó có thể là người có thẻ hoặc không nha. Rồi tiếp theo là chúng ta có người bảo trì, dĩ nhiên rồi, bảo trì để nạp lại tiền máy, thỉnh thoảng cần nạp lại máy đúng không? Rồi ngoài ra thì chúng ta có hai cái hệ thống phụ, đó là cái hệ thống xác nhận tài khoản ha,
xác nhận hệ thống Exim Bank là cái hệ thống xác nhận tài khoản. Ví dụ như mình rút tiền cái là cái hệ thống mà nó báo tin tin, tức là cái cơ sở dữ liệu của ngân hàng của mình nó sẽ thay đổi cái số dư, đó là cái hệ thống thông tin của ngân hàng. Đấy. Rồi, tiếp theo đó là cái hệ thống xác nhận thẻ Visa. Xác nhận thẻ Visa là xác nhận đúng danh tính của mình không ha. Đấy, hai cái này nó khác nhau nha. Một cái là của SA Visa, một cái là của SE Bank. System Information đó. Chỉ SE là System Information, tức là cái hệ thống của ngân hàng. Còn cái này là cái hệ thống của xác nhận cái visa, là System Authentication Visa. Authentication tức là xác xác nhận cái visa của mình nó đúng hay sai. Nghe, coi như là hai cái hệ thống này nó riêng, nó không có dính líu gì tới cái ATM hết, nó chỉ liên kết ATM để nó kiểm tra thôi. Rồi, như vậy thì bây giờ mình xác định các cái UK. Rồi, bây giờ mình xác định cái UK thứ nhất là người có thẻ tín dụng. Này, người có thẻ tín dụng thì chỉ làm được cái chuyện rút tiền thôi, người ta nói rõ ha. Rồi, khách hàng của ngân hàng thì bây giờ mình có rút tiền nè, mình có xem số dư nè, mình có nạp tiền bằng xét. Như vậy thì mình hỏi coi, người có thẻ tín dụng mà không phải của khách, không phải là khách hàng của ngân hàng, có không? Tại vì nếu mà người có thẻ tín dụng là khách hàng ngân hàng thì có thể làm được cái chuyện rút tiền và làm được hết các cái trường hợp này. Bây giờ người có thẻ tín dụng mà không phải là khách hàng của ngân hàng thì cũng có, đúng không? Đúng rồi, ngân hàng khác ha, hoặc là nhân viên của chính ngân hàng đó ha. Như anh Linh nói là bây giờ ví dụ như là người có thẻ tín dụng nhưng mà người có thẻ tín dụng bây giờ nó là nhân viên của ngân hàng. Đấy, ha. Rồi, là người có thẻ tín dụng quốc tế cũng được ha, nó là khách hàng của, không phải là khách hàng của ngân hàng tại vì nó có thẻ tín dụng quốc tế ha, hoặc là nhân viên của ngân hàng gì đó. Rồi, như vậy thì ở đây là các cái trường hợp mà người ta phân biệt ra các cái UK ha. Rồi tiếp theo là người bảo trì. Người bảo trì thì người ta làm chuyện là người ta nạp lại máy nè, người ta lấy các thẻ pin nè, người ta có thể lấy các cassette được nạp vào đó. Như vậy thì ở đây là các cái chức năng của người bảo trì. Rồi ngoài ra cái hệ thống này mình không có tương tác vô cho nên mình không biết, nhưng mình để là không có ha. Ví dụ như là cái hệ thống xác nhận thẻ Visa thì ở đây nó sẽ có một cái hệ thống rất phức tạp ở bên trong, nhiều khi mình cũng không có trực quan được tại vì cái này là cái kỹ thuật bên trong rồi. Tại vì cái việc mà hệ thống xác nhận thẻ Visa này là cái người bảo trì với lại cái người khách hàng, người ta không có thấy ở bên trong nó có cái chức năng gì hết cho nên người ta để không có. Tại vì mình định nghĩa cái UK của mình nó phải cho một cái kết quả trực quan. À, cái này đâu có kết quả trực quan được, cái này là bên trong rồi, cái hệ thống nó tương tác với mình thôi, nó xác nhận thôi chứ nó không có cung cấp một cái chức năng gì cụ thể cho khách hàng với lại cho người bảo trì hết cho nên là chúng ta để không có. Rồi, ở đây là các cái UK tương ứng. Ví dụ như đây là mình nói là khách hàng thì có thể rút tiền nè, có thể xem số dư nè, có thể nạp tiền, có thể nạp xét. Nhưng mà trong khi vẽ đó các anh chị nhớ là chúng ta đem cái chữ này vào trong cái ô hình oval này luôn nha. Đấy, để cho nó dễ đọc. Rồi, người có thẻ tín dụng thì chúng ta thấy nó chung cái chức năng rút tiền đối với khách hàng, tại vì hai cái chức năng này là những cái chức năng chung của hai cái actor luôn ha. Chung thì mình cứ để chung, không có vấn đề gì hết. Rồi, tiếp theo là người bảo trì. Người bảo trì thì chúng ta nạp lại máy rút tiền nè, chúng ta có thể lấy các thẻ bị nuốt nè, chúng ta có lấy các thẻ xét bị nạp ra, bị nuốt vào đó, hoặc là nó nuốt vào chúng ta lấy ra đó. Thì cái người bảo trì này chúng ta làm những cái chức năng này nha. Rồi chúng ta có thể là liệt kê thêm cái chức năng, ví dụ như là chúng ta có thể là chúng ta lấy các cái biên lai ra, đúng không? Nhiều khi cái biên lai hoặc là nạp cái biên lai vào, những cái biên lai của mình nó là cái cuộn giấy để người ta in đó. Ví dụ như người ta có thể là đưa cái biên lai vào, đúng không? Này thì cũng có rất nhiều cái chức năng bên trong ha. Ví dụ như là ngoài cái việc mà chúng ta lấy thẻ bị nuốt, và chúng ta cũng thể là vệ sinh máy và ha, cái nào có liên quan tới tin học chúng ta cứ để vào, được sửa chữa máy cũng được ha. Nhưng mà mình liệt kê ra thì mình nên để cái chức năng nào mà nó có hệ thống thông tin trước, nó có liên quan đến tin học ha. Này, như mình liệt kê nó cũng không sai, ví dụ như là sửa chữa máy thì nó cũng không sai, nó cũng là một cái hoạt động của cái người bảo trì. Rồi, như vậy thì sau khi mà chúng ta xem xét các cái chức năng của từng người rồi đó, bây giờ mình tới xem xét mối quan hệ của hai người đó. Ví dụ như bây giờ là người có thẻ tín dụng với khách hàng thì chúng ta thấy là khách hàng đó là trường hợp tổng quát quá của người có thẻ tín dụng ha. Thì người có thẻ tín dụng nó là một cái trường hợp con của khách hàng thôi. Rồi, ngoài ra thì mình đưa hai
actor phụ vô. Thì hai cái actor phụ của mình ở đây là chúng ta có cái hệ thống xác nhận thẻ Visa và cái hệ thống xác nhận hệ thống thông tin của ngân hàng. Như vậy thì hai cái này nó dính líu tới này, đúng không? Nó dính líu tới này thì mình đưa vô thôi, chứ thật ra mình ta để phụ ở đây mình không đưa vô cũng được, cũng không có vấn đề gì ha. Chủ yếu là ở đây chúng ta có khách hàng với người bảo trì rồi, đúng rồi. Còn cái này mình đưa vô tại vì bây giờ hệ thống liên quan đến cái việc mà cập nhật thông tin tài khoản trong ngân hàng đó, thì mình rút tiền cũng cập nhật, xem số dư cũng cập nhật ha, là mình đã từng truy cập vô đó rồi, nạp tiền thì cũng có biến đổi số dư, thì cái hệ thống này nó đều ghi nhận lại hết. Còn cái hệ thống mà xác nhận thẻ Visa nó chỉ xác nhận được cái chuyện là mình rút tiền ra cái thẻ nó có hợp lệ hay không thôi ha, cái thẻ nó có hợp lệ để mình rút tiền hay không. Nhiều khi mình rút tiền cái thẻ của mình nó có thể là thẻ tín dụng nè, có thể là thẻ quốc tế vân vân ha, nên mình cần phải có hệ thống xác định thẻ định danh đó. Rồi sau khi mình đã xác định được các cái UK, các cái actor rồi, bây giờ mình tiến hành mình mô tả. Thì cái phần mô tả này các anh chị nắm mình tôi ha, tại vì cái phần bài tập nhóm cả hai, tôi xin lỗi, cái phần bài tập báo cáo đó giữa kỳ đó, thì tôi sẽ có yêu cầu là chúng ta mô tả cái phần định danh này ha. Thì định danh này thì chúng ta sẽ có cái tiêu đề nè, tóm tắt nè, actor rồi ngày tạo, ngày cập nhật, version, chịu trách nhiệm vân vân ha. Cái này phần này thì mình mô tả thôi, ví dụ như cái chức năng rút tiền thì mình nêu mục đích của cái UK này để làm gì ha, để cho phép mọi người có thể visa rút tiền nè ha, nếu có số tiền hàng tuần cho phép vân vân. Rồi actor đó là cái người nào mà tương tác với cái UK này, cái người có thẻ visa ha. Rồi cái ngày tạo là cái ngày này ha, ngày cập nhật là ngày này, thì tự mình tự cho cái ngày thôi. Cái version của mình là 1.0 và cái người chịu trách nhiệm là trách nhiệm hiện tại. Rồi, đó là cái phần tóm tắt định danh. Rồi, tiếp theo là cái phần mô tả kịch bản. Như vậy thì mô tả kịch bản mình có hai điều kiện. Thứ nhất là điều kiện tiên quyết và thứ hai nó là điều kiện kịch bản thường. Như vậy thì đây là điều kiện tiên quyết của mình, là mình cần có điều kiện gì để mình mới làm được cái chuyện rút tiền này. Rồi, đây là kịch bản thường. Kịch bản thường của mình là kịch bản mình trơn tru, mình làm từ đầu đến cuối. Đây là kịch bản thường. Rồi, đây là điều kiện tiên quyết của mình. Rồi. Như vậy thì ngoài ra thì chúng ta có những kịch bản lỗi. Ha. Ví dụ như đây tôi lấy cái ví dụ nè. Ở cái, tôi lấy ví dụ nhờ bước số 5. Là cái hệ thống mà kiểm tra số bí mật. Tôi xin lỗi cái này, phải tôi gạch bỏ nha, cho nên tôi gạch đích. Là hệ thống ATM kiểm tra số bí mật nhập vào. Nếu như là cái số bí mật, tức là cái mã pin đó các anh chị. Ha. Cái mã pin của mình mà nó khớp, thì cái hệ thống nó mới yêu cầu sự xác nhận thẻ ở hệ thống xác nhận visa. Đầu tiên là nó phải kiểm tra cái số bí mật của mình đúng hay không, rồi sau đó nó mới kiểm tra cái thẻ của mình là thuộc cái thẻ gì. À, rồi như vậy thì giả sử như bước số 5 chúng ta nhập cái số bí mật vô, mình chúng ta nhập trật này, thì nó sẽ sang cái bước số 6. Bước số 6 này là chuỗi ATM mã số bí mật sai tạm thời. Như vậy thì khi mà mình nhập vào đó, mình nhập sai thì hệ thống chỉ cho khách hàng rằng mã số bí mật sai lần 1 hoặc lần 2. Tại vì sai lần 3 là nó nuốt luôn rồi. Chỉ cho 3 lần thôi. Như vậy thì nó sẽ cho phép mình nhập vô lần 1 sai hoặc lần 2 sai. Đây. Thì chúng ta sẵn sàng ở bước số 6. Mà bước số 6 xong rồi tới bước số 7 là hệ thống ghi lại sự thất bại lên ATM. Tức là nhập lần 1, lần 2 sai là nó ghi nhận. Lần 3 mà sai nữa là nó nuốt luôn. Đây. Như vậy thì chúng ta thấy là ở cái bước nào mà nó có lỗi hoặc nó sẽ có xảy ra sự cố đó, thì chúng ta sẽ có cái kịch bản lỗi tương ứng. À, này, ví dụ như chúng ta có bước số 11 và các anh chị, như vậy thì bước số 10 là cái gì? Bước số 10 là hệ thống kiểm tra số tiền đã yêu cầu với số tiền được phép rút hàng tuần. Như vậy bây giờ giả sử như bây giờ mình không có rút hàng tuần, bây giờ mình rút một lần rút đi. Ví dụ như cái ATM của Vietcombank là nó rút cho lần rút được 10 triệu, đúng không? Như vậy thì bây giờ mình nhập vô 11 triệu thì sao? Như vậy thì nó không có xuống cái bước này được. Ha, nó không có xuống bước này, rõ ràng là mình nhập ra lỗi. Như vậy thì cái bước tiếp theo đó của kịch bản lỗi là nó vô đây, hệ thống chỉ cho khách hàng số tiền yêu cầu vượt quá số tiền cho phép hàng tuần, ha, và trở về bước số 9, tức là trở về cái bước trước đó là nhập lại cái số tiền đấy. Như vậy thì bây giờ mình mô tả kịch bản lỗi này ha. Kịch bản lỗi chúng ta có rất nhiều kịch bản lỗi ha, nó lỗi tùm lum hết trơn. Đây, nó không có giống như kịch bản lý tưởng mà từ đầu đến cuối nó làm được đâu. Kịch bản lỗi thì đó là cái trường hợp mà nó phát sinh ra trong cái quá trình mà chúng ta xây dựng cái hệ thống, mà chúng ta phải lường trước hết cái trường hợp này luôn, để chi, để cái người lập trình nó biết chứ nha. Người lập trình người ta sẽ xây dựng cái trường hợp lỗi này theo thông qua cái điều kiện là if else đó. If là cái này làm gì, else nó sẽ làm khác như thế nào ha.
Rồi, như vậy thì ở đây chúng ta mô tả là số tiền rút không được phép, không trả lại thẻ, rồi không phân phát tiền gì đó ha. Chúng ta có rất nhiều cái bản lỗi, lỗi thì vô số. Rồi, tiếp theo về yêu cầu về giao diện người máy. Thì ở đây chúng ta yêu cầu này là yêu cầu không có bắt buộc. Tức là đầu có đầu đọc thẻ từ, nè, rồi các bàn phím số phải rõ ràng, nè, rồi thậm chí là máy ATM của mình có gắn máy lạnh hay không, có camera hay không ha. Đúng không? Thì đó là cái yêu cầu về giao diện người máy. Thậm chí là ở đây là giao diện của mình, giao diện nó phải bắt mắt, nó không có chữ số mình nhập vào, nó không quá nhỏ cái gì đó ha. Hoặc là nó có những câu thông báo nó phải rõ ràng hay gì đó, hoặc thậm chí là khi mà mình nhập số tiền, mình nhập số pin vô đó thì nó phải có cái chuông, nó phải nó có cái âm thanh nó phát lên, nó kêu tít tít hay gì đó. Hoặc là khi mà mình cái số tiền mà nó nhả ra rồi mình không có lấy thì cái máy nó tự động 1-2 giây sau nó tự động nó kêu lên, nó réo lên để cho nó gây sự chú ý cho mình. Ví dụ như mình quên cái gì đó, hoặc mình quên lấy thẻ, hoặc mình quên lấy tiền hay gì đó thì nó sẽ kêu, nó kêu lên cái hạn vậy. Thì đó là cái phần giao diện về người máy ha. Ràng buộc về phi chức năng là ở đây là hệ thống phải hoạt động là 24/24 nè, hoạt động 7/7 ha, phải có người bảo trì nè ha. Giao diện ATM phải thật vững chắc để ngăn chặn sự phá hoại gì đó, phải có máy che nắng che mưa gì đó, phải có điện cung cấp gì đó ha. Thì cái này là cái phần ràng buộc không chức năng ha. Không chức năng tức là ràng buộc phi tinh học rồi ha. Phi tinh học thì mô tả thêm thôi cho nó đầy đủ đấy. Rồi, như vậy thì đây là một cái bài hoàn chỉnh ha. Rồi sau đó thì mình sẽ có việc hoàn thành việc mô tả các chiêu khai, thì cái phần này các anh chị khỏi làm cũng được. Phần này là mình mô tả để chúng ta liên kết với các mô hình khác. Ở đây chúng ta có cái mô hình activity diagram ha, sau này mình tôi sẽ nhắc qua phần sơ đồ tuần tự nữa ha, tôi cũng sẽ nhắc qua đối với cái phần cuối cùng của cái môn học này. Thì mình mô tả cái chiêu khai nó sẽ gắn với cái phần định danh, sau nó gắn với các cái kịch bản ha. Thì cái phần này phần làm thêm thôi, mình không để ý cũng được, không vấn đề gì. Rồi bước số 6 thì chúng ta cấu trúc lại thôi. Ví dụ như người có thẻ Visa thì ứng với cái phần này là rút tiền bằng thẻ nè. Đối với khách hàng của ngân hàng thì có thể là có những cái thao tác, rồi đối với những người bảo trì thì có những cái chức năng bảo trì, vân vân ha. Thì chúng ta đóng gói lại. Rồi như vậy thì chúng ta tổ chức lại thì cái phần này chúng ta xem xét mối quan hệ giữa các UK. Ví dụ như hồi nãy chúng ta có rút tiền nè, đối với xác định định danh thì hai người nó in lướt với nhau ha. Rồi, ví dụ như ở đây chúng ta rút tiền bằng thẻ của ngân hàng đó thì nó liên quan đến việc xem số dư. Nhưng mà xem số dư tôi xem cũng được, tôi không xem cũng sao, đúng không? Ví dụ như bây giờ thầy đánh số đó là số 1 nè. Rồi, đây là số 2. Như vậy thì đối với số 2 là xem số dư không cần thiết ha. Tôi rút tiền xong tôi về cũng được, đâu có ai yêu cầu tôi phải xem số dư, đúng không? Rồi, đối với cái trường hợp là định danh ha. Bây giờ muốn xem số dư được đó thì chắc chắn cái phần tôi phải xác định được đúng cái định danh, tức là cái thẻ của tôi cũng là nhập số pin vào đó, thay vì mình nói mình nhập số pin đó chỗ này nè để cho nó rõ hơn đó, thì bắt buộc muốn xem số dư thì bắt buộc phải nhập số pin vô đúng mình mới xem được, đúng không? Rồi đấy, như vậy thì chúng ta thấy là đối với rút tiền bằng thẻ thì cũng phải nhập được số pin để xác định được cái định danh ha. Rồi trường hợp nạp tiền thì chúng ta có thể nạp bằng tiền mặt, nạp bằng tiền xét, thì cái trường hợp này là trường hợp tổng quát quá. Thì trong cái ví dụ này là chúng ta có include, có bắt buộc nè, có extend nè, có tổng quát quá. Như vậy thì đây là ba cái mối quan hệ chính của các cái UK ha. Rồi sau đó thì mình tổ chức lại thôi. Cái phần này thì mặc dù là cái sơ đồ của mình nó ít UK thiệt, nhưng mà người ta cũng cố gắng người ta tách ra các anh chị. Đây là cái phần UK của cái actor khách hàng, đây là cái phần UK của actor người bảo trì, mặc dù nó ít nhưng mà người ta vẫn cố gắng người ta tách ra làm hai cái UK, tức là hai cái sơ đồ riêng biệt để người ta dễ nhìn thôi. Rồi như vậy thì đối với sơ đồ người bảo trì thì nạp lại máy rút tiền, lấy cái thẻ bị nuốt, lấy cái xét bị nạp gì không liên quan với nhau thì chúng ta nên để rời rạc ha. Còn người bảo trì người ta không có cần phải đăng nhập gì hết nha, người bảo trì người ta tương tác vật lý cái máy luôn, tức là người ta tháo máy luôn, ta lấy các cái thẻ xét bị nạp hoặc là người ta tháo máy để người ta nạp tiền vô luôn, thì cái đó không có liên quan gì đến chuyện đăng nhập hết thôi nha. Mình chỉ liên quan đến cái chuyện cây ATM của mình thôi, còn là chuyện người bảo trì người ta có thể đăng ký với ngân hàng, tại vì muốn nạp tiền vô ngân hàng thì phải có là nhân viên của ngân hàng gì mới lại nạp được chứ, đúng không? Hoặc là phải có ký giấy gì đó chúng ta mới nạp được, nạp vô cái thẻ đó, nạp vô cái máy ATM tại thời điểm nào, nạp bao nhiêu tiền gì đó, chúng ta phải có cái cam kết giữa bên phía ngân hàng. Thì trong trường hợp này mình không có quan tâm, cho nên thôi để riêng ra đi ha. Mình chỉ quan tâm cái nào liên quan đến cái ATM thì mình để vô thôi. Rồi, được hết các anh chị. Rồi bây giờ cái phần lý thuyết của mình á, thì ở đây tới đây thì tôi chốt lại ha. Thì cái phần lý thuyết thứ nhất là các anh chị phải xác định được
các actor. Đây là cái bước quan trọng nhất. Rồi, tiếp theo là chúng ta xác định các cái UK, là cũng bước cũng quan trọng, cũng không kém. Rồi, sau đó chúng ta xây dựng diagram. Ba bước này là ba bước quan trọng nhất. Rồi, xây dựng diagram là trong đó bao gồm chúng ta xem xét mối quan hệ giữa các UK, mối quan hệ giữa actor với actor, mối quan hệ giữa actor với UK. Đấy, đây là ba bước quan trọng nhất. Được không? Rồi, sau khi mình xây dựng xong rồi đó thì tôi sẽ yêu cầu các anh chị là chúng ta mô tả tóm tắt cái phần định danh. Đối với cái phần bài tập giữa kỳ là chỉ có cái phần tóm tắt định danh và vẽ mô hình UK thôi. Còn cái phần mô tả kịch bản này tôi sẽ làm rõ hơn trong cái sơ đồ tuần tự. Tại vì kịch bản thì nó cũng quan trọng. Tại vì mình thể hiện được cái quá trình mà chúng ta gom lại một chuỗi các cái thao tác, các cái sự kiện của các UK lại với nhau. Tôi sẽ nói cụ thể hơn trong cái sơ đồ tuần tự. Rồi. Rồi như vậy thì sau khi mà chúng ta phân tích được các cái UK, các cái actor, chúng ta vẽ được mô hình đó, thì chúng ta có được cái sơ đồ UK rồi. Đúng không ạ? Rồi. Thì cuối cái phần bài học hôm nay đó thì tôi sẽ có cái phần cái bài tập là cái máy rút tiền ha. Ở đây là thông thường của một cái máy rút tiền thì tôi sẽ có cái ví dụ này. Thì các anh chị xem lại cái nội dung của bài học mà chúng ta thử, chúng ta xác định coi các cái actor, các cái UK, mối quan hệ giữa actor và UK cũng như là mối quan hệ giữa các cái UK với UK, giữa các actor với actor với nhau ha. Đối với cái phần bài tập này. Như vậy thì cái phần bài tập này tôi muốn các anh chị là chúng ta thực hiện ở nhà ha. Sau khi chúng ta xem cái phần bài học cũng như chúng ta hiểu về cái nội dung của bài học đó thì chúng ta thực hiện ở nhà giùm tôi ha. Rồi, như vậy thì bài học của mình tới đây là chúng ta dừng lại. Các anh chị có thắc mắc gì đối với nội dung của bài học hôm nay không ạ? Không biết có thắc mắc gì không ha. Rồi, nếu như chúng ta không có thắc mắc gì đó thì thôi, lớp chúng ta nghỉ ở đây ha. Rồi, buổi hôm sau là chúng ta học vào tối thứ hai vào ngày 19 ha. Ngày 19. Rồi, nếu chúng ta chưa có thắc mắc gì thì hôm sau chúng ta học bài, chúng ta đọc lại bài, chúng ta có thắc mắc gì chúng ta hỏi tôi luôn ha. Rồi, thôi tôi chúc các anh chị có một buổi tối vui vẻ với gia đình ha. Rồi, chào các anh chị.